toàn tỉnh và đảng viên của tất cả các tổ chức cơ sở đảng trong toàn đảng bộ thông qua truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh đến dự và chủ trì hội nghị. Tôi xin trân trọng kính giới thiệu đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh. Đồng chí Trần Công Thuật, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Đồng chí Nguyễn Hữu Hoài, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân tỉnh. Về báo cáo viên, tôi xin trân trọng kính giới thiệu có giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Về thành phần dự hội nghị tại hội trường của tỉnh ủy hôm nay gồm có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, các đồng chí bí thư, phó bí thư Ban Cán sự Đảng, Đảng đoàn, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, trưởng phó các ban của tỉnh ủy, chánh phó Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Văn phòng Hội đồng nhân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh, trưởng phó các ban của Hội đồng nhân tỉnh. Có giám đốc, phó giám đốc các sở, ban ngành cấp tỉnh, trưởng phó các đoàn thể chính trị xã hội cấp tỉnh. Ban giám hiệu trường chính trị, trường đại học tỉnh Quảng Bình, trường cao đẳng nghề, cao đẳng kỹ thuật công nông nghiệp Quảng Bình, trưởng phó các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn, chủ tịch hội đồng quản trị, giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp hạng một, hạng hai của tỉnh và trung ương đóng trên địa bàn, và có báo cáo viên của tỉnh ủy, ủy viên ủy ban kiểm tra tỉnh ủy, ban thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy, thường trực hội đồng nhân dân, đại diện lãnh đạo ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. Và được sự cho phép của thường trực tỉnh ủy, dự hội nghị còn có các đồng chí cán bộ, công chức, đảng viên, chuyên viên của các ban và văn phòng tỉnh ủy, có phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại tỉnh, phóng viên báo nhân dân thường trú tại tỉnh, phóng viên đài phát thanh truyền hình tỉnh, phóng viên VTV1, VOV tại tỉnh, báo Quảng Bình, tạp chí sinh hoạt chi bộ. Tại 1.513 điểm cầu có 623 tổ chức cơ sở đảng truyền hình trực tiếp trên sóng phát thanh truyền hình của tỉnh với 67.291 đảng viên của toàn đảng bộ tỉnh tham dự. Về thời gian, hội nghị được tiến hành trong ngày hôm nay, buổi sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, buổi chiều từ 14 giờ đến 17 giờ, giữa buổi có hội nghị có giải lao 15 phút. Về chương trình hội nghị gồm có: về buổi sáng là có 3 nội dung. Sau phần ổn định tổ chức và giới thiệu đại biểu, xin trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Tiếp theo là giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, giới thiệu nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Buổi chiều có 3 nội dung. Một là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, giới thiệu nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp. Nội dung thứ hai là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Viết Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương, giới thiệu nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Nội dung thứ ba, kính mời đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân tỉnh phát biểu bế mạc hội nghị. Sau đây, thay mặt ban tổ chức hội nghị, xin kính chúc các đồng chí đại biểu và toàn thể cán bộ đảng viên trong toàn tỉnh lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Tiếp theo chương trình, xin trân trọng kính mời đồng chí Hoàng Đăng Quang,
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị. Trân trọng kính mời đồng chí. Kính thưa giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương. Kính thưa Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương. Thưa các đồng chí tham dự hội nghị, thưa toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh. Hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị toàn tỉnh học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 thông qua chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh truyền hình của tỉnh. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, tôi trân trọng gửi lời cảm ơn tới Hội đồng Lý luận Trung ương mà trực tiếp là giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú và Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Thông đã dành thời gian về truyền đạt nghị quyết cho cán bộ, đảng viên và nhân dân ở tỉnh Quảng Bình. Chào mừng các đồng chí đại biểu tham dự hội nghị và toàn thể đồng bào đồng chí trong tỉnh đang theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh truyền hình của tỉnh. Chúc các đồng chí đồng bào dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, chúc hội nghị của chúng ta đạt kết quả tốt. Thưa toàn thể đồng bào, đồng chí trong tỉnh, thực hiện chương trình làm việc toàn khóa từ ngày 7 đến ngày 12 tháng 5 năm 2018 tại thủ đô Hà Nội, Ban Chấp hành Trung Đảng khóa 12 đã họp hội nghị lần thứ 7 để bàn, thảo luận, cho ý kiến về những vấn đề hết sức quan trọng của đất nước nhằm tiếp tục cụ thể hóa nghị quyết Đại hội 12 của Đảng. Trên cơ sở đánh giá sâu sắc tình hình thực tiễn, phân tích, thảo luận những thuận lợi, khó khăn, thách thức trong giai đoạn hiện nay và trong thời gian tới, Ban Chấp hành Trung ương đã thống nhất cao và quyết định ban hành ba nghị quyết quan trọng, bao gồm: một là nghị quyết số 26 ngày 19 tháng 5 năm 2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ; hai là nghị quyết số 27 ngày 21 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; ba là nghị quyết số 28 ngày 23 tháng 5 năm 2018 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội. Các nghị quyết mà Hội nghị Trung ương 7 khóa 12 đã thông qua là những vấn đề hệ trọng có tính chất, có tính chiến lược, vừa cấp bách trước mắt, vừa cơ bản lâu dài đối với sự phát triển bền vững của đất nước. Đồng thời, tác động trực tiếp đến đời sống của nhân dân, có ý nghĩa chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt, tốt đẹp của chế độ ta được xã hội đặc biệt quan tâm. Để triển khai thực hiện thắng lợi các nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khóa 12, cấp ủy tổ chức đảng phải khẩn trương tổ chức ngay, không được chậm trễ việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết Trung ương 7, nhằm giúp cấp ủy tổ chức đảng, cán bộ đảng viên hiểu sâu hơn, nắm vững những nội dung cơ bản của các nghị quyết. Trên cơ sở đó, tuyên truyền sâu rộng nghị quyết trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất cao cả về nhận thức và hành động, nâng cao niềm tin, ý chí cách mạng, vận dụng sáng tạo nghị quyết của Đảng để xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, đặc điểm của từng địa phương đơn vị, bảo đảm cho việc học tập quán triệt nghị quyết thực sự có chất lượng và phát huy hiệu quả. Tại hội nghị hôm nay, Ban Thường vụ Tỉnh ủy trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Việt Thông, Tổng thư ký Hội đồng Lý luận Trung ương trực tiếp giới thiệu ba chuyên đề, bao quát toàn bộ những nội dung lớn của nghị quyết. Chương trình học tập quán triệt nghị quyết hôm nay được truyền hình trực tiếp trên sóng đài phát thanh truyền hình của tỉnh Quảng Bình. Hội nghị học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Trung 7 khóa 12 hôm nay là đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng. Chính vì vậy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí tham dự hội nghị phát huy cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu tiếp thu, nghiên cứu để nắm vững những nội dung cơ bản, những vấn đề trọng tâm cốt lõi của nghị quyết. Sau hội nghị học tập quán triệt, mỗi một đồng chí phải tự liên hệ với tình hình thực tiễn ở địa phương đơn vị mình và trách nhiệm của cá nhân để viết bài thu hoạch, thể hiện tính nghiêm túc, trách nhiệm, thống nhất ý chí và hành động để tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết. Trên tinh thần đó, tôi xin khai mạc hội nghị toàn tỉnh học tập quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung Đảng khóa 12. Chúc hội nghị của chúng ta đạt kết quả tốt. Xin trân trọng cảm ơn. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời giáo sư tiến sĩ Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương trình bày nghị quyết số 26
về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cả cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Xin trân trọng kính mời giáo sư. Kính thưa đồng chí Hoàng Đăng Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các đồng chí cán bộ đảng viên, toàn đảng bộ. Kính thưa tất cả các bác các đồng chí. Hôm nay tôi rất là vui mừng được trở lại Quảng Bình và có cái cuộc làm việc với đông đảo các đồng chí cán bộ đảng viên của đảng bộ tỉnh nhà. Thấm thoát cũng đã 8 tháng rồi mới có điều kiện quay trở lại Quảng Bình. Và tôi thấy rất là vui vì Quảng Bình của chúng ta tiếp tục có những bước phát triển mới rất đáng trân trọng. Chiều hôm qua thì tôi và đồng chí Nguyễn Viết Thông bay từ Hà Nội vào. Thì trong chuyến bay thì có khoảng trên 60 hành khách, phần lớn là khách du lịch thôi. Thì đồng chí Nguyễn Viết Thông có đếm như vậy là có 18 hành khách là người nước ngoài. Thế và tôi cũng được biết là cho đến nay thì tỉnh ta đã có 1,8 triệu các khách đến tham quan du lịch ở tỉnh. Và chúng ta đang phấn đấu để đưa con số này lên trên 3 triệu. Thì đúng là Quảng Bình càng ngày càng có một cái sức hút rất là lớn đối với du khách trong nước và nước ngoài. Quảng Bình ta thì cảnh quan tươi đẹp, người Quảng Bình rất là hiền hòa, mến khách. Và văn hóa Quảng Bình rất là đa dạng, rất là phong phú. Và tôi cũng được biết là Hội đồng Nhân dân tỉnh vừa mới họp đánh giá lại công việc. Thì rất mừng là các cái chỉ tiêu thì chúng ta đều đạt rất là khá, rất là tốt. Nhưng thế là Quảng Bình đang đi những bước rất là chắc chắn trên con đường đổi mới và phát triển. Để xin được chung vui với đảng bộ và nhân dân tỉnh ta, xin chúc sức khỏe tất cả các đồng chí. Hôm nay thì các đồng chí thường trực có giao cho tôi nhiệm vụ là xin báo cáo với các đồng chí những tinh thần cơ bản nghị quyết 26 của Hội nghị Trung ương 7 vừa rồi về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín ngang tầm nhiệm vụ. Thưa các đồng chí, là nghị quyết của Đảng thì nghị quyết nào cũng có cái vị trí quan trọng của nó cả. Cần lắm thì Trung ương mới ra nghị quyết. Nghị quyết nào cũng có ý nghĩa của nó, có tầm quan trọng riêng của nó. Nhưng mà phải nói, nghị quyết lần này là nghị quyết đặc biệt quan trọng. Bác Hồ ta dạy là mọi sự thành bại thì đều do cán bộ cả. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong cái hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017 và triển khai công tác năm 2018 tháng 1 năm nay đây
Thì con nói một câu thế này, là thực tiễn càng ngày càng cho thấy cái tầm quan trọng đặc biệt của công tác cán bộ. Công tác cán bộ là nguyên nhân của mọi nguyên nhân, là nhân tố quyết định của công việc, là then chốt của then chốt. Cái nghị quyết này quan trọng lắm. Xây dựng đội ngũ cán bộ quyết định. Và chúng ta cũng không cần phải nói cao xa gì, chúng ta nhìn vào cuộc sống thôi. Nơi nào mà đội ngũ cán bộ tốt vững vàng thì nơi đó phát triển tốt. Nơi nào đội ngũ cán bộ không đáp ứng yêu cầu thì nơi đó phong trào yếu, nhiều khó khăn, nhiều phức tạp. Có khi một đơn vị đang rất là yếu kém mà có một đồng chí lãnh đạo mới đứng đầu về là người có tâm có tầm thì có thể vực dậy cả một địa phương, cả một địa phương, cả một đơn vị. Là đơn vị nào đang có truyền thống tốt đẹp mà đào cán bộ không đúng thì đôi khi lại tụt hậu, lại suy giảm. Nên cán bộ quan trọng vô cùng. Chính vì cái tầm quan trọng đặc biệt của công tác cán bộ, cho nên thưa các đồng chí là nghị quyết lần này được chuẩn bị hết sức công phu. Trung ương thành lập ban chỉ đạo, phân công đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban tổ chức Trung ương, trực tiếp làm trưởng ban. Thì để xây dựng cái nghị quyết này, Trung ương chỉ đạo là phải tổng kết 20 năm thực hiện chiến lược cán bộ. Nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 đấy, tháng 6 năm 1997 đấy, về chiến lược cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Thì cái tổng kết là làm trong toàn đảng đấy, các tỉnh đều tiến hành tổng kết cả. Rồi trên cơ sở tổng kết mới xây dựng cái đề án về xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược trong cái thời kỳ mới. Thì ban chỉ đạo đề án cũng triển khai rất công phu, khảo sát thực tế, tập hợp số liệu rất là chi tiết, để tổ chức nhiều cuộc hội thảo tọa đàm, và nó làm rất công phu. Hội đồng luận Trung ương thì theo chức năng của mình cũng tiến hành giúp Trung ương triển khai tổng kết thực tiễn và đề xuất về mặt lý luận. Chúng tôi cũng đi khảo sát rất nhiều, xuống tận cơ sở, vào khắp cả một số tỉnh thành Bắc, Trung, Nam, miền ngược, miền xuôi, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, suy nghĩ để đề xuất với Trung ương những vấn đề về lý luận và thực tiễn. Nên là cái, phải nói là cái nghị quyết này được chuẩn bị rất là chu đáo. Đúng là nó thể hiện được, tập hợp được cái trí tuệ của toàn đảng, của toàn dân. Và để phục vụ cho việc triển khai nghị quyết thì Trung ương cũng tiến hành rất là nghiêm túc, rất là cẩn thận. Đã có cái hội nghị toàn quốc trực tiếp quán triệt nghị quyết cũng bằng hình thức trực tuyến đây. Các đồng chí trực tiếp tham gia trong các ban chỉ đạo trình bày về những thành cơ bản của nghị quyết. Đồng chí Phạm Minh Chính đã trực tiếp báo cáo nghị quyết này trước hội nghị trực tuyến của toàn quốc. Ban tuyên giáo Trung ương
cũng đã chuẩn bị một cái tài liệu nghiên cứu phục vụ cho việc triển khai nghị quyết. Tôi thấy là cái tài liệu cũng rất là phong phú, nội dung phong phú, số liệu rất là đầy đủ, rất đầy đủ. Thế thì sáng nay trong thời gian có hạn thì tôi xin phép là không nói lại tất cả những gì các tài liệu đã có rồi. Thì tôi xin phép tập trung làm rõ những cái điểm căn cốt nhất, những cái điểm mới của nghị quyết, để chúng ta cùng nhau quán triệt thật là sâu sắc. Và quan trọng hơn ấy, là trên cơ sở quán triệt thống nhất nhận thức để quyết tâm thực hiện cho được cái nghị quyết vô cùng quan trọng này. Quan trọng này. Thế thì tôi xin phép được báo cáo các đồng chí mấy cái ý chính. Thì trước hết tôi xin nói về cái sự cần thiết, cấp thiết của việc ban hành nghị quyết lần này. Có nhiều điều có thể nói được. Tôi xin nói ba ý thôi. Một là sau 20 năm thực hiện chiến lược công tác cán bộ, chúng ta đã làm được nhiều việc. Nhưng mà đồng thời cũng còn nhiều việc chúng ta làm chưa được. Thậm chí có những việc chúng ta làm chưa tốt. Cho nên nó có một yêu cầu khách quan là chúng ta phải tiếp tục phát huy những kết quả đã làm được và quyết tâm khắc phục những điểm chưa làm được, những hạn chế yếu kém, để xây dựng đội ngũ cán bộ của chúng ta ngang tầm nhiệm vụ. Những nguyên nhân thứ nhất, cái ý thứ nhất tôi muốn nói như vậy. Cái ý thứ hai là bối cảnh đã thay đổi rất nhiều rồi. Yêu cầu xây dựng bảo vệ đất nước đang đặt ra những vấn đề rất mới, đồng thời với thuận lợi với thời cơ là vô vàn khó khăn thách thức, đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải vươn lên để thực hiện cho được những cái yêu cầu nhiệm vụ mới. Và ý thứ ba tôi muốn nói là chúng ta đang ở trong giai đoạn chuyển giao thế hệ cán bộ, phải chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo một thế hệ cán bộ mới. Cán bộ mới nên có ba ý như thế. Thì bây giờ tôi xin phép phân tích sâu hơn ba ý này. Bây giờ nói ý thứ nhất là sau 20 năm thực hiện chiến lược công tác cán bộ, chúng ta làm được nhiều việc lắm. Nhiều việc lắm. Và đội ngũ cán bộ chúng ta có nhiều bước trưởng thành rõ rệt. Chính những kết quả ấy, chính cái sự trưởng thành của đội ngũ cán bộ ấy là nhân tố có ý nghĩa then chốt tạo nên những thành công, những thắng lợi có nghĩa to lớn với lịch sử của công cuộc đổi mới. Chúng ta nói là 30 năm qua, trực tiếp là 20 năm vừa rồi, những thành quả chúng ta đạt được về các mặt, trong đó là công sức của toàn đảng, toàn dân ta, nó đội ngũ cán bộ các cấp các ngành đóng vai trò rất quan trọng. Đây là sự thật không thể phủ định được, không ai có thể xuyên tạc được. Đấy là một sự thật. Nhưng mà đồng thời, bên cạnh cái thành công đó, chúng ta cũng là phải nghiêm khắc và thẳng thắn chỉ ra rằng công tác cán bộ còn nhiều
hạn chế, bất cập. Đội ngũ cán bộ của chúng ta bên cạnh mặt trưởng thành cũng bộc lộ không ít những yếu kém, những khuyết tật. Và chính những cái hạn chế yếu kém ấy là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến những yếu kém, những khuyết điểm trong sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Và đó cũng là nguyên nhân trực tiếp làm suy giảm niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, vào đội ngũ cán bộ đảng viên. Nó có hai mặt như vậy, và chúng ta đều phải nhìn nhận một cách thật sự nghiêm túc. Tô Hồng chỉ thấy cái được mà không thấy hết cái hạn chế cũng rất nguy hiểm. Mà Tô Đen chỉ thấy khuyết điểm yếu kém đấy mà không thấy những cố gắng, những thành công thì cũng rất nguy hiểm. Cho nên phải có một cái nhìn thật là biện chứng, thật là khách quan, thật là tỉnh táo. Trong nghị quyết thì nói nhiều, được cái gì, chưa được cái gì, trình bày rất là rõ ràng. Thì tôi xin phép không nói lại, xin khái quát. Khái quát việc thực tiễn sau 20 năm thì công tác cán bộ của chúng ta, đội ngũ cán bộ của chúng ta đang đặt ra những vấn đề gì? Đấy, vấn đề gì? Có 5 vấn đề nó đặt ra. Trong đó có cả cái được, có cả cái chưa được. Ở ta bây giờ nó có tình trạng là trong cùng một vấn đề thì nó có cả hai mặt. Có cái được, bên cạnh cái được lại có cái chưa được. Nó tạo thành vấn đề, tạo thành những mâu thuẫn trong quá trình phát triển. Mà muốn phát triển thì biện chứng ấy là phải nhận ra mâu thuẫn, tập trung giải quyết mâu thuẫn. Thế thì có 5 vấn đề. Một là sau 20 năm thì công tác cán bộ của chúng ta ngày càng hoàn thiện. Trên cơ sở chiến lược công tác cán bộ, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, rồi bên nhà nước, Quốc hội, Chính phủ đã thể chế hóa, cụ thể hóa thành nhiều văn bản lắm. Các quy chế, quy định, các cơ chế chính sách về công tác cán bộ. Rồi chúng ta xây dựng ngày càng hoàn thiện một quy trình công tác cán bộ rất là khoa học, chặt chẽ, có bao nhiêu khâu, mỗi khâu làm gì, làm thế nào. Phải nói đến một cái bước tiến rất dài về công tác cán bộ. Chính vì vậy nên nó làm công tác cán bộ chúng ta đấy càng ngày càng đi vào nền nếp hơn, chính quy hơn, chính quy hơn. Thế mà lại có một cái thực tế khác là quy trình thì đầy đủ như thế, hoàn thiện như thế, quy định quy chế thì nhiều như thế, mà trong thực tế bố trí cán bộ vẫn sai. Nhiều nơi đúng, nhưng mà không ít nơi đủ quy trình, đúng quy trình mà bố trí cán bộ sai, thậm chí cán bộ cấp cao sai. Thế là có vấn đề rồi đây. Thế thì khi đi khảo sát, tiếp xúc các đồng chí cán bộ đảng viên ở cơ sở đấy, có đồng chí đặt vấn đề như thế này: tại sao ngày xưa ít quy trình? Ngày xưa làm gì có nhiều quy trình đâu. Nhưng mà quy trình ít, quy trình chưa đủ, nhưng mà bố trí cán bộ thì đúng. Nó nghịch lý thế.
quy trình ít, quy trình không đủ thì lại bố trí đúng. Mà bây giờ quy trình đủ, quy trình nhiều thì lại không đúng. Thế là nó có vấn đề. Nó có vấn đề ở đây. Là rõ ràng trong các quy trình của chúng ta, trong các quy định của chúng ta còn có những mặt chưa hợp lý. Nhất là quá trình triển khai quy trình. Chúng ta kiểm tra không chặt, kiểm soát không chặt. Cho nên có những khâu, có những bước bị lợi dụng, bị lạm dụng. Bị lạm dụng. Cái vấn đề thứ nhất là ra đấy. Bây giờ chúng ta thấy các vụ việc mà vừa rồi kiểm tra ra, chúng ta thấy thiếu sót, khuyết điểm, thì đâu cũng nói là không báo cáo, làm đúng quy trình. Không chỗ nào nói là không làm đúng quy trình cả. Và cán bộ vẫn sai, vẫn phải bị kỷ luật, vẫn mang đến những hậu quả nghiêm trọng. Đấy, vấn đề thứ nhất nó đặt ra là làm sao quy chế chặt chẽ hơn, quy trình chuẩn xác hơn, thực hiện quy trình nghiêm ngặt để không sai sót. Thế vấn đề thứ nhất là ra thế đấy. Vấn đề thứ hai nó đang đặt ra đây là cán bộ của chúng ta được đào tạo, được bồi dưỡng rất nhiều, rất nhiều. Các lớp lý luận chính trị trung cấp, cao cấp, cử nhân chính trị, đại học, cao đẳng, thạc sĩ, tiến sĩ, quản lý nhà nước, công tác đảng, bồi dưỡng tập huấn nhiều lắm. Bây giờ nhìn cái mặt bằng trình độ đấy là nó có một bước tiến vượt bậc. Bây giờ cán bộ chủ chốt của 63 tỉnh thành 100% là cao đẳng đại học rồi. 100% là cao cấp lý luận chính trị rồi. Trong đó có nhiều đồng chí là thạc sĩ rồi, là tiến sĩ rồi. Thì đúng là so với trước đây, mặt bằng tri thức, trình độ văn hóa, trình độ học vấn cao lên rất nhiều. Và cái đó nó có mặt tích cực. Nó làm cho cái chất lượng lãnh đạo quản lý của chúng ta có những mặt là tiến bộ nhiều lắm. Bây giờ cán bộ chúng ta nhiều đồng chí giỏi lắm đấy. Từ chỗ còn chưa biết kinh tế thị trường thế nào, còn chập chững. Bây giờ nhiều đồng chí điều hành kinh tế trong cái cơ chế thị trường rất là giỏi. Trước đây đều có công nghệ thông tin. Bây giờ phần lớn cán bộ ta dùng công nghệ thông tin tốt lắm. Máy tính, sách tay, điện thoại thông minh, đi công tác xa có thể điều hành được thế này hàng ngày được. Chuyện tốt. Thì có những mặt là tiến, đáng phấn khởi. Thế mà đồng thời bên cạnh cái đường ấy lại có cái mặt không được là thế này. Đào tạo nhiều, học hàm học vị nhiều, trình độ học vấn nâng lên, nhưng có hai cái đáng quan ngại là năng lực điều hành thực tiễn còn rất hạn chế, chính trị nhiều, lý luận nhiều mà điều hành thực tiễn còn hạn chế lắm. Đào tạo có vấn đề, bồi dưỡng có vấn đề. Và nhất là trong một bộ phận không ít những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, về đạo đức lối sống, do đó uy tín giảm, uy tín giảm. Tôi cũng có đồng chí đặt vấn đề với tôi là thế này: ngày xưa cán bộ đâu được học nhiều,
học trong nhà tù, thế hệ tiền bối chúng ta đấy, học trong nhà tù đế quốc, tự học thôi, học trong trường đời cách mạng đây, mà rất lão luyện trong xử lý tình hình thực tiễn, rất lão luyện, đầy kinh nghiệm, đầy từng trải, chèo lái cách mạng những lúc gian khó nhất, và uy tín rất cao. Uy tín rất cao. Bây giờ học nhiều, bằng cấp nhiều, mà năng lực điều hành thực tiễn, bản lĩnh trước những lúc khó khăn, rồi phẩm chất, uy tín nó không ngang bằng. Không ngang bằng. Đấy là vấn đề thứ hai mà nó đặt ra đấy. Và chúng ta phải suy nghĩ lắm. Vấn đề thứ ba cũng rất đáng suy nghĩ. Trước đây lãnh đạo và tổ chức đi tìm cán bộ đứng đầu, cán bộ lãnh đạo phải chăm chú tìm cán bộ, phát triển cán bộ, đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Và do vậy mà chúng ta có một đội ngũ cán bộ, các thế hệ trước của chúng ta đấy, vững vàng lắm, chuyển tiếp nhau rất là chắc chắn, chắc chắn. Thế bây giờ nó có tình trạng thế này, là bộ máy lớn quá, cán bộ đông quá, công việc nhiều quá, lãnh đạo bận họp túi thăm bật mũi đi, thở không ra hơi, họp suốt ngày, bộ máy tổ chức cũng thế, nó mới dẫn đến tình trạng là bây giờ lại cán bộ đi tìm lãnh đạo, cán bộ đi tìm tổ chức. Thế là bắt đầu có chuyện đấy này. Thế là bắt đầu có sở đấy đấy. Đây, mầm mống của chạy chức chạy quyền ở đây này. Chạy chức chạy quyền đây. Thế vấn đề thứ ba này. Nó đây cũng là ý kiến từ cơ sở đấy. Đấy, thế bảo đi cơ sở lắng nghe, cuộc sống lắng nghe cán bộ đảng viên. Có nhiều điều mình thấy thấm thía lắm các đồng chí. Một đồng chí nguyên là cán bộ chủ chốt thành phố Hồ Chí Minh đấy. Trong cuộc tọa đàm chúng tôi nói là báo cáo đồng chí, ngày xưa lãnh đạo tổ chức đi tìm cán bộ, bây giờ cán bộ đi tìm lãnh đạo, đi tìm tổ chức, quy trình ngược rồi, phải khắc phục cái này, không khắc phục cái này thì nguy to. Đấy là vấn đề thứ ba. Vấn đề thứ tư là bây giờ chúng ta làm công phu lắm. Và chính nhờ làm công phu như vậy, cho nên việc tạo nguồn cán bộ là khá dồi dào. Quy hoạch các cấp, cấp nào cũng có quy hoạch. À, làm rất bài bản. Một chức danh thì phải có 2-3 người. À, một người có thể 2-3 chức danh. Làm rất là bài bản. Danh sách nguồn tầng tầng lớp lớp có cả đấy, nhưng mà chất lượng nguồn nhiều nơi không đảm bảo, do đó nguồn thì phong phú mà nó lại nghịch lý thế này, đến lúc cần vẫn lại phải đốt đuốc đi tìm cán bộ, làm sao thế? Thế nó cứ luôn luôn nghịch lý, mặt này được, này lại có cái mặt khác, nó nảy sinh. Cũng lại xuống cơ sở đấy. Có nhiều đồng chí báo nói chúng tôi, báo cáo anh bây giờ ở dưới cơ sở này, cán bộ ít, mà lại cứ là một chức danh phải 3 người, một người phải 3 chức danh, thì báo cáo với các đồng chí, đôi khi chúng tôi phải quy hoạch cả đồng chí lái xe, báo quy hoạch mới đủ, không đủ người. À,
Cho nên câu chuyện tạo nguồn, câu chuyện quy hoạch cũng phải đổi mới làm sao để quy hoạch số lượng nhưng mà đảm bảo chất lượng. Chúng ta chủ động bao nhiêu nhiệm kỳ rồi mà chưa nhiệm kỳ nào tỷ lệ cán bộ trẻ, tỷ lệ cán bộ nữ, tỷ lệ cán bộ là người dân tộc ít người thiểu số đủ cả. Và quy hoạch có hết đấy chứ. Đấy là vấn đề thứ tư. Vấn đề thứ năm, cán bộ ta ngày càng đông, ngày càng đông. Thưa đồng chí, nếu lấy tỷ lệ thế này, cách đây 20 năm, ta có gần 2 triệu cán bộ, công chức, các ngành các cấp, trên 77 triệu dân. Bây giờ chỉ tính riêng cán bộ công chức, không tính lực lượng vũ trang, quân đội và anh em công an, chúng ta đã có trên 3 triệu, gần 4 triệu. Thế là cán bộ thì tăng gấp đôi. Dân số từ 77 triệu lên hơn 90 triệu là dân số tăng 20%, cán bộ tăng 100%. Tốc độ tăng cán bộ nhanh gấp 4 lần tăng dân số. Cán bộ đông lắm. Thế đông, đông thì mạnh, nhưng mà trong thực tế chúng ta lại đông mà không mạnh, đông mà không mạnh. Vì sao đông mà không mạnh? Là bởi vì cơ cấu của chúng ta phát triển nó không hợp lý, chỗ thiếu, chỗ thừa, chỗ công việc ít thì cán bộ nhiều, chỗ địa bàn rộng công việc rất nhiều thì cán bộ lại thiếu, lĩnh vực cần thì rất thiếu, lĩnh vực không cần lắm thì lại thừa, cái là không hợp lý, cơ cấu không khoa học. Cần nhiều cán bộ giỏi về kinh tế thì ra lại thiếu, mà thừa cán bộ làm chính trị. Ta đang rất cần cán bộ giỏi luật thì lại thiếu, lại quá nhiều cán bộ làm văn hóa. Ví dụ thế, cơ cấu không hợp lý, không hợp lý, không có sự liên thông giữa cán bộ với nhau, không có sự liên thông giữa cán bộ trong hệ thống đảng, nhà nước, mặt trận, chính quyền, là liên thông với nhau khó lắm, rất khó. Địa phương này với địa phương kia rất khó, bộ ngành này với bộ ngành khác rất khó. Thành ra là cán bộ đông mà chia cắt theo địa bàn, chia cắt theo lĩnh vực, đông mà không mạnh, chồng chéo, trùng lắp. Cho nên nó dẫn đến hệ quả thế này, là có những việc tồn động rất lâu mà chậm giải quyết là bởi vì chồng lấn lên nhau. Đồng đổ cho cốt, cốt đổ cho đồng, cuối cùng không ai chịu trách nhiệm cả. Có những việc diễn ra rất bức xúc trên địa bàn mà không ai chịu trách nhiệm hết. Ma túy, mại dâm, cờ bạc, vân vân, nó diễn ra, có biết không? Có những sự kiện rất là tiêu cực xảy ra sát nách ủy ban mà nó cứ tồn tại mãi đấy. Lâm tặc ngay cách chưa đầy cây số mà nó cứ phá rừng như thế, không ai biết cả. Làm giả thuốc, thực phẩm không an toàn đều diễn ra trên địa bàn cả đấy chứ. Mà trên địa bàn thì bộ máy mình có phí đâu, nhiều lắm,
Đảng có, chính quyền có, mặt trận có, đoàn thể có cả. Nhưng mà giải quyết. Đấy, còn 5 vấn đề nó đang đặt ra trong thực tiễn đây này. Quy chế, quy trình nhiều, nhưng bố trí cán bộ có nơi có lúc vẫn không đúng. Bồi dưỡng đào tạo nhiều, một bộ phận không ít, không đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, sa sút về phẩm chất, về bản lĩnh. À, trong công tác cán bộ có biểu hiện quan liêu, xa rời trực tiến, lãnh đạo, tổ chức không sát cán bộ, dẫn đến tình trạng có kẽ hở để cán bộ đi tìm tổ chức, đi tìm các lãnh đạo. Tạo nguồn nhiều nhưng chất lượng chưa tốt, cho đến lúc cần vẫn thiếu cán bộ. Số lượng rất đông nhưng chưa mạnh. Mất cân đối, chia cắt, thiếu liên thông. Đấy, nói gì thì nói, tóm lại một cái khái quát nhất, thực tiễn đang có 5 vấn đề đó mà chúng ta phải giải quyết nếu muốn không được cũng mạnh. Phải giải quyết 5 vấn đề này. Đấy, nói đơn giản nó thế thôi. Giải quyết 5 bài toán này thế nào? Cho nên cần phải có một nghị quyết mới là thế đấy. Để tiếp tục phát huy những thành tựu chúng ta đã có, những kinh nghiệm hay chúng ta tích lũy được, mà đồng thời phải kiên quyết khắc phục những mặt yếu kém. Nó đang làm chậm bước phát triển của chúng ta, đang làm giảm sút niềm tin của nhân dân đối với chúng ta. Ý thứ nhất thì tôi xin phép là vì sao mà phải có một nghị quyết mới. Cái ý thứ hai tôi xin phân tích là cần phải có nghị quyết mới là vì bối cảnh đã khác lắm rồi, yêu cầu đang đặt ra khác lắm rồi. Năm 1997 chúng ta vừa đổi mới 11 năm thôi. Chúng ta đang đi những bước đầu tiên trên con đường thử nghiệm xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Chúng ta mới tiến hành hợp tác quốc tế. Hợp tác quốc tế với những đối tác chủ yếu là truyền thống thôi. Nhưng mà bây giờ sau hơn 30 năm, tình hình thay đổi ghê gớm lắm đây. Bây giờ kinh tế thị trường đang đi vào chiều sâu đây, và hội nhập quốc tế càng ngày càng trực tiếp hơn, càng sâu rộng hơn, với những yêu cầu rất khắc nghiệt. Bây giờ hiệp định thương mại tự do thế hệ mới nó đặt ra rất nhiều vấn đề. Sở hữu trí tuệ thế nào? Nguồn gốc sản phẩm thế nào? An toàn thực phẩm thế nào? Đặt ra rất cao. Toàn cầu hóa ngày càng trở nên phổ biến. Quan hệ quốc tế ngày càng vô cùng phức tạp. Năm 97, sau khi ta gia nhập ASEAN, ta bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ, với Trung Quốc. Quan hệ đối ngoại lúc đó tương đối thuận. Bây giờ chằng chéo. Các nước lớn vừa hợp tác đấy, vừa cạnh tranh, đấu tranh với nhau vô cùng quyết liệt. Nên chúng ta theo dõi thời sự hàng ngày. Đấy, đang hai nền kinh tế to đầu nhất thế giới đây đang
có cuộc chiến tranh thương mại đây, sát phạt nhau đây, làm cho kinh tế thế giới đang điên đảo đây. Ruồi trâu bò đánh nhau là ruồi mới đều gây go cả. Rồi địa chiến lược là châu Á Thái Bình Dương nói chung, Biển Đông nói riêng, cạnh tranh, tranh chấp chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán cực kỳ gay gắt. Rồi tự do hàng hải, an ninh an toàn hàng hải, làm chứ vậy làm gì có, không có. Rồi bây giờ nó lại có gì nữa, là nước biển dâng, khí hậu cực đoan, sạt lở khắp nơi, trái đất nóng lên, ô nhiễm mặn, làm tác động ghê gớm, đất nước chúng ta xót xa ghê gớm. Vùng Nam Bộ xâm nhập mặn như vậy, sụt lở bãi sông bãi biển như vậy, nơi thì cũng lũ lụt, nơi thì hạn hán, bao nhiêu cái nó đang đặt ra. Những vấn đề an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống đặt ra gay gắt lắm. Tội phạm xuyên quốc gia, bệnh dịch xuyên quốc gia, chiến tranh mạng, nó đặt ra rất nhiều vấn đề rất lớn. Bây giờ lại dọc cái nữa là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đây, nó vào rồi đây, mà cuộc cách mạng này nó sẽ dẫn ra cuộc đảo lộn về tư duy, về phương thức sản xuất, về phương thức sinh hoạt. Vừa diễn ra cái diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về cách mạng công nghiệp 4.0 chúng ta theo dõi cả đấy. Cô nàng người máy Sophia đấy xuất hiện trên diễn đàn đấy, nói mà mấy là chưa lập trình đủ đâu, đây mới là sản phẩm đầu tiên thôi, còn đây dùng 5 năm nữa, 10 năm nữa, 20 năm nữa, thế giới người máy sẽ cùng với thế giới của chúng ta chung sống đấy. Chưa ai lường được những cái gì sẽ diễn ra đây. Rồi là trí tuệ nhân tạo, trước đây sáng tạo là độc quyền của con người, bây giờ lại trí tuệ nhân tạo, các kiện tướng giỏi nhất lấy cờ thế giới thua một robot mà được tích hợp toàn bộ những kinh nghiệm đánh cờ, nó giỏi hơn là kiện tướng nhiều. Rồi thế giới thực và thế giới ảo, con người cùng một lúc vừa sống với thế giới thực, vừa sống với thế giới ảo, mà thế giới ảo càng ngày càng chi phối rất mạnh đến thế giới thực. Nhiều vấn đề lắm, rất mới mẻ, rất phức tạp. Đội ngũ cán bộ chúng ta phải thích ứng với bối cảnh mới, phải vươn lên đáp ứng những câu vấn đề rất lớn đặt ra. Chúng ta không thể đứng ngoài, không thể đứng ngoài được. Đồng chí Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói rồi, Việt Nam không thể đứng ngoài cách mạng 4.0, không thể đứng ngoài được. Mà trên thực tế nó vào rồi, bắt đầu vào rồi. Ở Việt Nam ta cách đây mấy tháng đã có robot bưng cà phê ở một số quán rồi, đã đâu có ngã rồi. Đào hầm làm tàu điện ngầm người máy rồi. Sắp tới cơ cấu lao động, việc làm sẽ đảo lộn ghê gớm lắm. Thế chúng ta phải đón lấy, phải đón lấy chứ, phải chuẩn bị chứ. Thế thì đội ngũ cán bộ đang đặt ra
những vấn đề rất mới, rất khó, rất cao. Mà muốn đất nước phát triển không tụt hậu thì chúng ta phải chớp lấy, phải xây dựng một đội cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Là thế đấy. Tôi chưa nói lĩnh vực khác, cuộc đấu tranh tư tưởng, nhưng vấn đề an ninh chưa bao giờ các thế lực thù địch chúng ta lại tấn công chúng ta một cách quyết liệt, ác hiểm như bây giờ. Thế có đồng chí an ninh đi, quân đội đây. Suốt từ năm 1997 đến giờ, các thế lực chống đối chúng ta tìm mọi cách đánh chúng ta về tư tưởng, đánh chúng ta về mặt xã hội, về mặt an ninh. 1997 chuyện Thái Bình bắt đầu, 2001, 2004 chuyện Tây Nguyên, 2011 chuyện Mường Nhé, 2014 chuyện Làn Khoan 981, 2016 chuyện Phóc Mô Sa, gần đây nhất mới cách đi chưa đầy một tháng thôi, xây canh cái cớ luật kinh tế hành chính đặc biệt, luật an ninh mạng, đấy là cớ thôi, không phải bản chất cái đó đâu, đấy là cớ thôi. Các thế lực thù địch kích động chia rẽ, gây nên một sự bất ổn định trên diện rộng. Vừa rồi Ban Bí thư có hội nghị rút kinh nghiệm, nói đây đấy là một cuộc tập dượt cách mạng màu ở Việt Nam, phức tạp vô cùng, phức tạp vô cùng. Tất cả những đó nó đặt lên đôi vai của cán bộ chúng ta. Cái này, tình hình mới, yêu cầu mới, nhiệm vụ mới đòi hỏi chúng ta phải đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Cái nghị quyết này nó là đòi hỏi bức thiết từ đời sống, từ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc chúng ta. Chúng ta phải nhận thức cái tầm quan trọng của nghị quyết này là như thế. Không đứng ngoài được các đồng chí ơi, không chần chừ được các đồng chí ơi. Nó đến rồi, nó đến ngay trước cửa chúng ta rồi, nó đang vào nhà chúng ta rồi. Chúng ta phải đón lấy, phải chủ động chớp lấy, phải vượt lên để mà phát triển đất nước và bảo vệ đất nước. Đấy là cái lý thứ ba, à lý thứ hai. Cái lý thứ ba, chúng ta đang chuyển giao thế hệ lãnh đạo các cấp. Các cấp. Đội ngũ cán bộ sinh ra, trưởng thành gắn với chiến tranh, được đào tạo chủ yếu trong nhà trường xã hội chủ nghĩa ở trong nước và các nước xã hội chủ nghĩa. Bây giờ tuổi cao rồi, đang lần lượt về rồi. Một đội ngũ cán bộ mới sinh ra và lớn lên trong bối cảnh hòa bình, được đào tạo từ rất nhiều nguồn, Mỹ, Úc, Canada, từ rất nhiều nước về. Hôm qua cũng trên máy bay ở Hà Nội, ở chỗ sân bay, tôi gặp một đồng chí phó thanh tra của Bộ Văn hóa. Và anh ơi, em sắp nghỉ rồi đây, tháng sau em nghỉ, 60 tuổi mới, mà báo cáo chỉ là 60 tuổi khỏe lắm. Bây giờ tuổi thọ cao lên, ăn uống tầm bổ khá khá, 60 khỏe lắm, vẫn nghỉ, tôi một tiếc vô cùng. Thế chú nói với tôi là, anh ạ, bây giờ độ vận của em toàn trẻ hết, toàn các cháu các em, em mới đi học đại học ở các nước về. Cán bộ cũ dần lượt là rời khỏi vũ đài, một thế hệ lãnh đạo mới đang thay thế đây. Vào đội cán bộ thế hệ mới nó có cái mặt mạnh của nó, nhanh nhạy hơn, tri thức hơn,
nhưng bề dày kinh nghiệm, những am hiểu thực tiễn, những cái ứng phó với những cái thách thức dữ dội về mặt chính trị, về mặt an ninh thế này, còn phải bồi dưỡng và đào tạo. Thế thì làm thế nào đây để cái bước chuyển giao này, thế hệ lãnh đạo này, nó không bị đứt gãy mà nó là một dòng chảy liên tục, có một sự chuyển giao vững chắc để thế hệ lãnh đạo mới tiếp tục sự nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa, không chệch hướng, không chệch hướng, mà đất nước phát triển nhanh hơn, mạnh mẽ hơn. Vấn đề cực lớn các đồng chí ơi, cực lớn không nhỉ? Đấy, ba vấn đề đó nó lý giải tầm quan trọng của nghị quyết này. Nếu không thực hiện nghị quyết này cho tốt thì ba vấn đề đó sẽ là thách thức nghiêm trọng đối với tiền đồ phát triển của đất nước, thách thức đối với sự bền vững của chế độ của Đảng ta. Hay tôi xin nói cái ý thứ nhất là cái sự cần thiết của cái nghị quyết này. Thì vấn đề này là vấn đề tư tưởng, cho nên cần phải nói sâu đấy, cần quán triệt các bộ đảng viên thấy hết tầm quan trọng của nó. Nên trong các giải pháp lần này đặt vấn đề giải pháp tư tưởng, giáo dục tư tưởng chính trị thành số một, là bởi vì chúng ta nhận thức lâu nay về vấn đề này chưa đúng tầm đâu, chưa đầy đủ đâu, chưa sâu sắc đâu. Nó tác động đến cái quyết tâm của chúng ta trong quá trình thực hiện nghị quyết. Thì đấy là vấn đề thứ nhất. Bây giờ tôi xin phép nói vấn đề thứ hai. Là quan điểm. Quan điểm. Mục tiêu. Vấn đề cán bộ, công tác cán bộ là vấn đề con người, là công tác đối con người, nó tinh tế lắm, nó phức tạp lắm, nó nhạy cảm lắm, cho nên phải có định hướng đúng. Chuyện con người mà làm sai thì dẫn đến nhiều hệ lụy lắm, nhiều hệ lụy lắm. Làm sai về kinh tế có thể sửa được, mà sai về con người sửa rất khó và hậu quả rất lớn. Nên trong vấn đề công tác cán bộ, vấn đề phải thống nhất với nhau cái tư tưởng chỉ đạo là rất quan trọng, rất quan trọng. Thì thưa các đồng chí, là nghị quyết Trung ương 3 khóa 8, tức là chiến lược cán bộ đấy, thì có nêu ra 5 quan điểm. Một là phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để mà xây dựng đội ngũ cán bộ. Thứ hai là trong công tác cán bộ phải quán triệt quan điểm giai cấp công nhân, đồng thời phát huy tinh thần yêu nước và sức mạnh đại đoàn kết dân tộc. Đây là quan điểm thứ hai của nghị quyết Trung ương 3 khóa 8 cách đây 20 năm. Tại sao mà trong quan điểm cũng đặt vấn đề nhận thức lên hàng đầu, trong nhiệm vụ giải pháp cũng đặt vấn đề nhận thức lên hàng đầu? Bởi lẽ là chính ra đôi khi chúng ta xem nhẹ vấn đề nhận thức, hiểu không đủ, hiểu không đúng, hiểu không sâu, nên chập chờn trong hành động. Cái đó lần này nó nhấn mạnh là phải nhận thức một cách thật sâu sắc, một cách thật đầy đủ cái tầm quan trọng đặc biệt, cái yêu cầu rất cao của công tác cán bộ. Nhưng nghị quyết nhấn mạnh thế này: cán bộ là nhân tố quyết định thành bại của cách mạng. Cái đó rõ rồi, tôi phân tích rất rõ cái đó rồi. Công tác cán bộ là khâu then chốt của xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị.
xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ cấp chiến lược, là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Tôi xin nhắc lại các đồng chí, xây dựng cán bộ phải được xem là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đảng bộ Quảng Bình ta cùng một lúc phải làm rất nhiều việc, làm sao cho kinh tế phát triển đây, du lịch làm sao đạt được trên 3 triệu du khách đây, cơ cấu kinh tế thế nào để phát triển bền vững đây, nhiều việc lắm. Mà tất cả các cái đó nó phải là trên cơ sở quyết tâm đặt cái sự đầu tư số 1 cho xây dựng cán bộ. Không có cán bộ tốt, không cán bộ giỏi thì mọi chuyện kinh tế, mọi chuyện môi trường, mọi chuyện khác không thực hiện được đâu. Cho nên phải xem đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Đây là công việc hệ trọng của toàn đảng. Đây là công việc phải được tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học, chặt chẽ, hiệu quả. Thế lần này nghị quyết nhấn rất mạnh tầm quan trọng yêu cầu đặt ra. Phải xem đầu tư xây dựng đội ngũ cán bộ là đầu tư cho phát triển lâu dài, phát triển bền vững. Xây dựng cán bộ không phải là lo cho nhiệm kỳ tới đâu, mà lo cho một chặng đường tương đối dài. 20-30 năm nữa. Đây là công tác thường xuyên. Nhưng mà phải coi đây là đầu tư chiến lược, đầu tư cho lâu dài, đầu tư cho phát triển bền vững. Đấy, nếu mà chúng ta không xây dựng được một cái thế hệ cán bộ mới thay thế chúng ta chỉnh choạng, thì toàn bộ cơ đồ gần một thế kỷ cách mạng, toàn bộ cơ đồ của hơn 30 năm đổi mới là chỉ mảnh treo chuông thôi. Thế là đào tạo cái này là xây dựng, đây là đầu tư cho phát triển lâu dài, đầu tư cho phát triển bền vững. Cái quan điểm đầu tiên nhấn rất mạnh vấn đề nhận thức, làm sao cho toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân thống nhất cái này. Cái quan điểm thứ hai là nêu về nguyên tắc để xây dựng cán bộ thì phải quán triệt nguyên tắc đảng thống nhất lãnh đạo, trực tiếp toàn diện công tác cán bộ, quản lý cán bộ trong hệ thống chính trị. Đảng phải chịu trách nhiệm. Mà trong quá trình thực hiện cái nguyên tắc này đấy, thì quyết nhấn mạnh hai điều. Một là cùng một lúc phải giải quyết ba yêu cầu. Thứ nhất là phải chuẩn hóa và siết chặt kỷ luật kỷ cương trong đội ngũ cán bộ. Lâu nay chúng ta chuẩn hóa chưa tốt, kỷ luật kỷ cương bị buông lỏng. Cho lần này ấy, là phải kiên quyết chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, phải siết chặt kỷ cương kỷ luật trong công tác cán bộ. Đấy là một vế. Mà đồng thời siết chặt về quy trình, siết chặt về nguyên tắc, nhưng lại phải tạo một môi trường thật là thông thoáng, thật là cởi mở, và tạo ra động lực để cán bộ phát huy tốt nhất năng lực sáng tạo, đổi mới, công hiến. Hai cái này không mâu thuẫn với nhau. Siết chặt kỷ luật kỷ cương để tạo một môi trường lành mạnh, tuyệt đối cố gắng ngăn chặn đẩy lùi những tiêu cực để cán bộ yên tâm. Một môi trường công bằng lành mạnh để ai có tài có thể đóng góp được. Còn môi trường không lành mạnh, kỷ luật kỷ cương buông lỏng,
anh xấu lên lãnh đạo, anh tốt bị vùi dập, anh rốt cầm cương, anh giỏi không phát huy được thì mất hết. Chứ nói là chuẩn hóa, siết chặt kỷ cương là tạo cái môi trường để rồi cán bộ phấn khởi, phấn đấu bằng năng lực của mình để mà cống hiến. Đấy là yêu cầu thứ hai. Yêu cầu thứ ba là công tác cán bộ vừa đấu tranh chống tiêu cực trong công tác cán bộ, vừa phải bảo vệ đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự nghiệp chung. Nếu công tác cán bộ mà không tốt ấy, thì đôi khi người dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá sẽ bị tiêu diệt, sẽ bị tiêu diệt. Do đó nên là cái đảng lãnh đạo trực tiếp toàn diện tuyệt đối thì đầu tiên là phải thực hiện cho được cái này, chuẩn hóa, siết chặt kỷ cương, đồng thời tạo môi trường, tạo động lực cho cán bộ cống hiến sáng tạo và bảo vệ cán bộ tốt, cán bộ giỏi dám nghĩ dám làm. Cái quan điểm này là phải quán triệt sâu lắm đấy. Thế bây giờ tốt không dám bảo vệ, xấu không dám đấu tranh thì làm gì có môi trường lành mạnh để mà xây dựng cán bộ tốt được. Cái điểm thứ hai mà trong cái nguyên tắc đảng lãnh đạo đấy lần này phải thống nhất với nhau là tăng cường phân công phân cấp theo chức năng nhiệm vụ, mà đồng thời phải gắn giao quyền, ràng buộc trách nhiệm và phải tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để bị lợi dụng và kiên quyết xử lý nghiêm minh các sai phạm. Thế thì vấn đề đang đặt ra chúng ta, trong các cán bộ mình phải quyết tâm mình làm. Làm sao đây để không có chuyện ôm đồm, không có chuyện độc quyền với công tác cán bộ, nên phải phân công phân cấp. Và phân công phân cấp rồi thì phải giao quyền, mạnh dạn giao quyền. Mà giao quyền rồi thì phải kiểm soát cho được. Quyền phải gắn với trách nhiệm. Mà muốn thế thì vừa phân cấp, vừa phân quyền, nhưng vừa phải kiểm tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ, không để quyền lực bị lạm dụng, bị lợi dụng. Thì đấy là quan điểm thứ hai. Quan điểm thứ ba là phải quán triệt phương châm công tác cán bộ phải thuận theo quy luật khách quan. Chúng ta xây dựng cán bộ trong điều kiện kinh tế thị trường, trong bối cảnh hội nhập quốc tế. Kinh tế thị trường định hướng nó có quy luật của nó. Hội nhập quốc tế nó có quy luật của nó. Thì phải đặt cái công tác cán bộ trong một cái bối cảnh ấy và phải tuân theo cái quy luật khách quan đó. Chúng ta không nhắm mắt được đâu. Chúng ta không đứng ngoài được đâu. Cái kinh tế thị trường thì dưới chủ nghĩa này nó có quy luật của nó tác động đến mọi đời sống xã hội của chúng ta. Công tác xây dựng đảng cũng thế. Hội nhập quốc tế cũng thế. Nên mình phải tuân theo quy luật khách quan. Phải xuất phát từ tình hình và yêu cầu thực tiễn. Thì ở đây nghị quyết nhấn mạnh là chúng ta phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ từ nay đến giữa thế kỷ này để mà xây dựng đội ngũ cán bộ. Cái thời kỳ từ nay đến giữa thế kỷ nó đặt ra những việc gì? Một là chúng ta phải xây dựng cho được cái nền dân chủ xã hội chủ nghĩa gắn với xây dựng nhà nước pháp quyền của chúng ta.
chúng ta phải phát triển được kinh tế thị trường định hướng chủ nghĩa có chất lượng, hiệu quả, có sức cạnh tranh. Chúng ta phải thích ứng được với cuộc cách mạng 4.0, với nền kinh tế số, với xã hội thông tin. Vừa rồi trong cái cuộc diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về cách mạng công nghiệp 4.0 ấy, thì có thể cô phóng viên mới hỏi cái cô người máy Sophia, thì cuộc cách mạng 4.0 tạo thuận lợi gì cho Việt Nam và tạo thách thức gì cho Việt Nam? Thì Sophia trả lời thế này: cách mạng 4.0 tạo cơ hội cho tất cả các quốc gia phát triển nhanh hơn, rút ngắn hơn, không phải cho Việt Nam đâu, mà tạo cho mọi quốc gia một cơ hội như thế. Mà đồng thời tạo ra hai thách thức rất lớn. Một là sự đảo lộn trong cơ cấu lao động, cơ cấu việc làm. Hai là làm sâu sắc thêm nguy cơ tụt hậu. Quốc gia này tụt hậu so với quốc gia khác, và sự tụt hậu trong nội bộ từng quốc gia. Vùng này tụt hậu hơn vùng khác. Lực lượng xã hội này tụt hậu hơn lực lượng xã hội khác. Đấy, thế thì mình phải thích ứng thế nào với cách mạng 4.0 đây? Chúng ta phải chủ động thích ứng được với biến đổi khí hậu, nước biển dâng. Vài chục năm nữa thôi, nếu đội ngũ cán bộ sắp tới chúng ta xây dựng lên này mà không đủ sức thích ứng với cái này, không chỉ biết rồi 1/10 châu thổ đồng bằng sông Cửu Long sẽ ngập dưới biển. Và biến đổi khí hậu này sẽ tác động đến đời sống của nhân dân ta ghê gớm lắm. Lại sụt lở triền miên bãi sông bãi biển, lại xâm nhập mặn thường xuyên thế này. Thế tôi đặt ra yêu cầu như thế này: phải giữ vững cho được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phải phát hiện sớm, triệt tiêu các mầm mống gây đến mất ổn định trong nội bộ. Vừa rồi cái hội nghị rút kinh nghiệm Ban Bí thư xoay quanh những sự kiện tháng 6 vừa rồi sâu sắc lắm, các đồng chí ạ, sâu sắc lắm. Chúng ta sơ hở nhiều lắm, chúng ta chủ quan nhiều lắm, chúng ta lúng túng nhiều lắm. Mà các thế lực chống đối không dừng ở đây đâu. Vừa rồi Ban Bí thư nhận định rất là đúng thế này: đây là cuộc tập dượt cách mạng màu, mà nếu chúng ta không ngăn chặn kịp thời, nếu làm tới đấy, không phải dừng ở đấy đâu. Không có người đánh giá mà không, như thế là ý đồ của nó thế là đạt rồi, nó tạm dừng cũng phải. Mà vì ta kịp thời ứng phó, cho nên các thế lực thù địch dừng lại. Còn nếu ta không ứng phó kịp thời, thì dẫn tới vào một cuộc cách mạng màu sẽ xảy ra. Cho nên chúng tôi đánh giá là tình hình cực kỳ nghiêm trọng, chưa bao giờ nghiêm trọng như thế này. Để chúng ta thấy những năm tháng tới tình hình quốc tế tiếp tục phức tạp, trong nước bên cạnh thuận lợi còn nhiều khó khăn, các thế lực sẽ tiếp tục chống đối. Thế thì đội ngũ cán bộ này phải giữ vững cho được an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phải triệt tiêu từ sớm từ gốc những mầm mống có thể gây ra bất ổn định chính trị xã hội. Phải bảo đảm cho được bảo vệ tổ quốc thân yêu của chúng ta, độc lập, thống nhất, chủ quyền quốc gia, chế độ, đảng, nhà nước, nhân dân, toàn bộ sự nghiệp đổi mới, nền văn hóa của chúng ta. Xoay quanh vấn đề bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, nó đặt ra rất nhiều vấn đề là phải xem xét. Đồng hòa tất cả các cái đó thì công tác cán bộ trong giai đoạn tới phải làm sao có một đội ngũ cán bộ đủ sức để thực hiện hai mục tiêu. Đến năm 2030, chúng ta xây dựng đất nước của chúng ta thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Năm 2030, 100 năm đảng ra đời.
và phấn đấu năm 2045, 100 năm thành lập nước, chúng ta xây dựng Việt Nam thành một quốc gia công nghiệp hiện đại, định hướng xã hội chủ nghĩa, ngày càng phồn vinh và hạnh phúc. Đây là mục tiêu đặt ra, mà phải làm cho bằng được. Ai làm? Đội ngũ cán bộ này làm. Đấy, cho nên cái quan điểm là xây dựng đội ngũ cán bộ xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ cách mạng mới. Hướng vào đó, lấy đó làm tiêu chí, lấy đó làm chuẩn mực để mà xây dựng cán bộ. Trung Quốc, đại hội 19 vừa rồi họ nêu ra cái khẩu hiệu 200 năm đấy. 1920 là 100 năm Đảng Cộng sản Trung Quốc. Năm 2049 là 100 năm thành nước, thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ta không nói cho Trung Quốc đâu. Cái tư tưởng về năm 2030 này và năm 2045, chúng ta nói từ Đại hội 11. Khi mà anh em chúng tôi giúp Trung ương chuẩn bị soạn thảo cái cương lĩnh bổ sung phát triển ấy, thì đã đưa ra đây, nó là khách quan, chúng ta sắp 100 năm đảng rồi, chúng ta sắp 100 năm nước rồi, cho nên cái cương lĩnh này này phải làm sao phấn đấu để những cái mốc lịch sử ấy chúng ta hoàn thành được những mục tiêu rất là quan trọng cho đất nước chúng ta. Thế thì lần này là nghị quyết xác định rất rõ đấy, xây dựng đội ngũ cán bộ, tức là cán bộ cấp chiến lược, phải xuất phát từ yêu cầu khách quan, phải gắn với cái nhiệm vụ của một chặng đường cách mạng mới. Và chặng đường cách mạng mới nó rõ rồi, 2030 phải thế nào, 2045 phải thế nào, phải thế nào. Cái quan điểm thứ ba là trong quá trình tôi nói tiếp cái quan điểm thứ ba, thứ nhất là soát yêu cầu thực tiễn, thứ nhất là những nhiệm vụ tôi nói, cái thứ hai đấy là phải thấm nhuần quan điểm nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực chất lượng cao, thu hút trọng dụng nhân tài. Phải từ cái này này, từ việc nâng cao dân trí mà phát hiện ra những tài năng mới để bồi dưỡng đào tạo, rồi thông qua hoạt động thực tiễn, phong trào thực tiễn để thử thách cán bộ, rèn luyện cán bộ. Phải đặt công tác xây dựng đảng trong tổng thể, xây dựng cán bộ trong tổng thể công tác xây dựng chỉnh đốn đảng, gắn với đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng và kiện toàn bộ máy của hệ thống chính trị. Cho nên nghị quyết Trung ương 7 này nó không tách rời với nghị quyết Trung ương 6. Trong quá trình triển khai Trung ương 6 phải tính đến vấn đề cán bộ. Trong xây dựng cán bộ phải tính đến xây dựng kiện toàn bộ máy của hệ thống chính trị. Nên đây là đúng ra, lẽ ra này, để tôi nói bàn bên ngoài đây, lẽ ra nghị quyết Trung ương 6 như Trung ương 7 nó phải thành một khối cơ, nhưng vì khối lượng công việc nhiều mới tách thành hai nghị trung ương. Chứ hai cái này đó là một, cán bộ nằm trong bộ máy, xuất phát từ bộ máy mà bố trí cán bộ, cho nên nói là xây dựng cán bộ phải gắn liền với việc rà soát lại, sắp xếp lại hệ thống tổ chức của chúng ta tinh gọn hơn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn. Đấy là cái quan điểm thứ ba. Quan điểm thứ tư là trong cái quá trình xây dựng cán bộ thì chúng ta phải xử lý hài hòa hai cặp quan hệ. Một cặp quan hệ mang tính nguyên tắc và các cặp quan hệ nội tại của công tác tổ chức. Thì trước hết là trong công tác cán bộ nó có hai cái mối quan hệ
mang tính nguyên tắc mà chúng ta phải xử lý cho tốt. Đó là quan hệ giữa đường lối chính trị và đường lối cán bộ. Đường lối cán bộ phải phù hợp và phục tùng đường lối chính trị. Cái đường lối cán bộ mà xa rời đường lối chính trị thì đôi khi dẫn đến tiêu vong đường lối chính trị. Thưa đồng chí, là tại sao mà Liên Xô sụp đổ? Tại sao Đảng Cộng sản Bolshevik Nga vĩ đại như thế tan ra trong những sai lầm? Có một sai lầm rất nghiêm trọng, sai lầm về đường lối cán bộ. Đường lối cán bộ sai, bố trí cán bộ đứng đầu sai, làm tan rát một sự nghiệp, tan nát một tổ chức. Thế nên là cái quan hệ đầu tiên là phải giải quyết đúng đắn quan hệ giữa đường lối chính trị và đường lối cán bộ, giữa quan điểm giai cấp và chính sách đại đoàn kết rộng rãi. Chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội trên quan điểm của giai cấp công nhân, không được thoát ly. Lý tưởng của giai cấp công nhân, lập trường giai cấp công nhân, quan điểm giai cấp công nhân, ta xa rời là xa rời bản chất của Đảng. Nhưng mà quan điểm giai cấp công nhân một cách khoa học trong bối cảnh cụ thể của nước ta, cho nên quan điểm giai cấp không được cứng nhắc, không được hẹp hòi, mà phải thấy quan điểm giai cấp ấy nó gắn liền với quan điểm đại đoàn kết dân tộc. Thưa các đồng chí, ở đây là đặc sắc của Việt Nam này. Đảng Cộng sản Việt Nam không chỉ là đảng giai cấp công nhân, mà là đảng, là đội tiền phong của nhân dân lao động, của toàn dân tộc. Ở Việt Nam, giai cấp và dân tộc gắn với nhau rất chặt chẽ. Thì ở đây nó có trong công tác cán bộ đấy, tránh hai xu hướng: cực đoan hóa quan điểm giai cấp sẽ dẫn đến hẹp hòi, nhưng mà dễ dãi hóa, xa rời quan điểm giai cấp, chỉ mượn vào quan điểm dân tộc nói chung cũng rất dễ dẫn đến sai lầm. Cho nó hài hòa giai cấp và dân tộc, tính kỷ luật, tính tổ chức và tính đại đoàn kết. Thế là hai cái cặp quan hệ có tính nguyên tắc mà trong công tác cán bộ ta phải xử lý cho tốt. Trong công tác cán bộ nó có 6 mối quan hệ nội tại công tác cán bộ mà các cấp ủy đảng, các cơ quan làm công tác tổ chức, đội ngũ cán bộ công tác tổ chức phải thông cần. 6 mối quan hệ đó là thế này: một là tiêu chuẩn và cơ cấu. Tiêu chuẩn là chính, mà không thể xem nhẹ cơ cấu được. Giữa xây và chống, thì xây là chiến lược, là cơ bản, mà chống là quan trọng và cần thiết. Giữa đức và tài, trước đây ta gọi là hồng và chuyên ấy, thì đức là gốc. Cái câu chuyện đức tài cũng tranh luận với nhau mãi, cái này chứ ạ. Nhưng là ông nhanh mãi đấy. Và bây giờ thì cái sự nghiệp khó khăn này cần tài, đặt tài lên trước đức chứ. Mà thực tế thấy rằng là càng đi vào thử thách, thì cái quan trọng nhất vẫn là đức là gốc. Bây giờ cám dỗ thị trường thế này, cám dỗ nước ngoài thế này, mà đức mỏng thì tan. Tham nhũng, quan liêu lãng phí là vì đức không đủ độ. Nhân đức nhưng mà đồng thời phải trọng tài. Chứ đức mà không có tài thì cũng rất là nguy hại. Cho nên giải quyết hài hòa đức thế nào, tài thế nào. Thế thì trong hai người đều có tài thì chọn người nào đức nhiều hơn mà bổ nhiệm. Nó như trong văn bản ấy. Thế nên đặt cái đức tài là trọng đức là thế đấy. Không phải là chỉ có đức thôi. Bây giờ chọn cái ông quá hiền lành tốt chẳng làm gì
thì ông chết. Chọn ông làm được việc nhưng phải có đức, phải thật sự vì sự nghiệp chung đó mới chọn như thế. Lớp phổ biến và đặc thù. Công tác cán bộ là công tác con người, bách nhân bách tính. Mỗi người có cái khác nhau, mỗi vùng miền có cái khác nhau, mỗi địa phương có cái khác nhau. Nên trong các cán bộ, trên cơ sở vận dụng những nguyên tắc, những quy định chung, nhưng không dập khuôn nhất loạt như nhau. Có cái làm thế này ở nơi này thì tốt, làm chỗ kia chưa chắc là tốt. Cho nên phải tính toán cái phổ biến, nhưng mà phải đồng thời phù hợp với cái đặc thù. Anh tuyệt đối hóa đặc thù, anh xa rời cái phổ biến, rất dễ sai lầm. Anh tuyệt đối hóa cái phổ biến mà không tính đến cái đặc thù cũng rất dễ dẫn đến không hiệu quả. Mối quan hệ giữa kế thừa, đổi mới, ổn định và phát triển. Bây giờ chuyển giao thế hệ đây. Không phải là bàn chuyển giao một lúc, một nhát sau ngay. Mà phải có kế thừa, có bước đi. Cho nên bây giờ đa phần trẻ hóa đi. Bên cạnh đó phải có những người có kinh nghiệm, có từng trải bên cạnh để tiếp tục giúp dập vào. Thế mới nói là đảm bảo ba độ tuổi với tỷ lệ thích hợp. Vừa đảm bảo sự phát triển, mà đảm bảo sự ổn định, đảm bảo sự kế thừa. Sắp tới đây, đại hội đảng bộ đây, ban chấp hành cho bao nhiêu đồng chí nghỉ, giữ lại bao nhiêu là vừa, trẻ hóa bao nhiêu, từng cấp một đều phải tính nhé. Vì tất cả đều mới, cũng rất nguy hiểm. Thế mà số cũ nhiều quá, chứ không đúng theo tinh thần và chuyển giao trong thế hệ mới. Cái tính toán, kế thừa, đổi mới, ổn định, phát triển thế nào. Mối quan hệ thứ sáu là quan hệ giữa thẩm quyền trách nhiệm cá nhân và tập thể. Công tác cán bộ, tổ chức cán bộ là tập thể quyết định. Nhưng mà trách nhiệm cá nhân đến đâu? Nhất là người đứng đầu. Để chúng ta khắc phục tình trạng thế này. Tất cả mọi cái bây giờ đều là tập thể hết. Bố trí sai cán bộ mà không? Đấy là tập thể các vị quyết hay tôi quyết đâu? Ông phó của tôi hỏng. Mà ông phó của ông hỏng thì ông chịu trách nhiệm mà không? Em không chịu trách nhiệm. Đây là thường vụ bầu cho em chứ. Thế thì em có thể em quyết đâu? Thế là không truy đâu được rồi. Thế thì thẩm quyền trách nhiệm tập thể đến đâu, cá nhân đến đâu là hợp lý. Thì lần này này là có sẽ phải giải quyết các mối quan hệ này. Đó là cái quan điểm thứ tư. Quan điểm cuối cùng là trách nhiệm của các chủ thể. Công tác cán bộ là công tác của đảng. Cái nguyên tắc bất di bất dịch, đảng thống nhất lãnh đạo trực tiếp toàn diện công tác cán bộ và quản lý cán bộ. Đấy là nguyên tắc bất di bất dịch. Nhưng không có nghĩa là chỉ có đảng làm, mà phải phát huy vai trò của toàn bộ hệ thống chính trị. Có trách nhiệm của nhà nước, trách nhiệm mặt trận tổ quốc, trách nhiệm các tổ chức chính trị xã hội. Đấy rồi. Và lần này nghị quyết nhấn hai nhân tố. Một là trách nhiệm của báo chí truyền thông. Báo chí truyền thông phải có trách nhiệm vào trong việc xây dựng đội ngũ cán bộ. Và nhấn mạnh phải thật sự dựa vào dân để xây dựng đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ. Thì đấy là năm quan điểm rất là cơ bản trong công tác xây dựng đảng. Mục tiêu thì tôi chỉ nói rất gọn một câu thôi. Ta phấn đấu làm sao
xây dựng được từ nay đến năm 2045 một đội ngũ cán bộ, đặc biệt là cán bộ cấp chiến lược, đủ về số lượng, cơ cấu hợp lý, chất lượng cao. Chất lượng cao là gì? Đủ năng lực, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín để đảm đương sứ mệnh đến năm 2030 đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại, năm 2045 trở thành một nước công nghiệp hiện đại định hướng xã hội chủ nghĩa, và đảm bảo sự chuyển giao thế hệ lãnh đạo một cách vững chắc. Cái mục tiêu tổng quát là thế thôi. Thế còn từ đó mới đưa ra từng chặng đường một, đằng nay 2020 làm cái gì, 2025 làm cái gì, 2035 làm cái gì, thì trong nghị quyết có cả rồi, thì tôi xin phép không nói lại. Bây giờ xin mời các đồng chí ta giải lao 15 phút thì ta sẽ tiếp tục. Và xin phép các đồng chí cho được tiếp tục. Tôi xin báo cáo rằng ý thứ ba là những nhiệm vụ giải pháp trọng tâm và những khâu đột phá. Thì xin báo cáo các đồng chí là trong chiến lược biển, trong chiến lược cán bộ cách đây 20 năm, thì Trung ương khóa 8 có đưa ra 4 nhóm giải pháp. Nhóm giải pháp thứ nhất là xây dựng quy hoạch và đào tạo bồi dưỡng cán bộ. Nhóm giải pháp thứ hai là xây dựng các quy chế về công tác cán bộ. Thì trong đó có nhấn mạnh 11 cơ chế. Cơ chế đánh giá, cơ chế tuyển chọn, cơ chế bầu cử, cơ chế bổ nhiệm, cơ chế miễn nhiệm, cơ chế luân chuyển, về chế độ học tập, về cơ chế để nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ. Đó là nhóm giải pháp về cơ chế. Nhóm giải pháp thứ ba là đổi mới và hoàn thiện chính sách cán bộ. Trong đó có nhấn mạnh đến chính sách đào tạo bồi dưỡng thế nào, chính sách sử dụng quản lý cán bộ thế nào, chính sách bảo đảm các lợi ích vật chất và tinh thần thế nào. Và nhóm giải pháp thứ tư là đổi mới và chỉnh đốn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác cán bộ. Là trong chiến lược cán bộ có 4 nhóm. Như tôi đã thưa từ đầu đấy, là công tác cán bộ 20 năm trước nói thế, nhưng mà quy mô, phạm vi, mức độ nó cũng có mức độ thôi. Cho nên chiến lược đưa ra 4 nhóm giải pháp là phù hợp. Nhưng mà bây giờ và chặng đường sắp tới, công tác cán bộ phạm vi mở rất rộng. Phạm vi mở rất rộng, quy mô ngày càng lớn, yêu cầu ngày càng cao, tính chất ngày càng phức tạp. Cho nên lần này Hội nghị Trung ương 7 một mặt là kế thừa những nhóm giải pháp còn giá trị trong chiến lược cán bộ, nhưng mà bổ sung thêm, hoàn thiện thêm nhiều nhóm giải pháp. Và cái điều đáng nói là trong các nhóm giải pháp lần này có nhiều cái mới, có nhiều cái mới, có nhiều cái mạnh dạn hơn, mang tính đột phá hơn, đột phá hơn. Thì tôi xin giới thiệu nhanh 8 nhóm giải pháp, nêu một số cái mới,
Và sau đó xin nói kỹ hơn hai trọng tâm và năm đột phá. Năm đột phá. Thì lần này Trung ương đã đưa ra 8 nhóm giải pháp, nhiệm vụ giải pháp thế này. Một, vẫn là đặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng lên hàng đầu. Nâng cao nhận thức, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên. Thì chúng ta mới thấy là càng ngày thực tế càng cho thấy không thể xem nhẹ công tác tư tưởng được, công tác chính trị được. Ta buông cái này, ta buông từ chi bộ, ta buông trong hệ thống, trong sinh hoạt, trong tuyên truyền là nguy lắm, nguy lắm. Dễ trệch trọc về nhận thức lắm, dễ thiếu thống nhất về tư tưởng lắm. Thế cho nên là phải chú trọng công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền, công tác giáo dục, công tác vận động. Bây giờ việc quan hiểu cho đúng, quán triệt cho sâu chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối chủ trương quan điểm của Đảng là cần thiết vô cùng, nhất là những vấn đề liên quan đến công tác cán bộ. Đôi khi thưa các đồng chí, tôi rất là buồn ở chỗ này này, có một số không nhiều ít thôi, các đồng chí cán bộ, thậm chí cán bộ lâu năm đấy, phê ta, phê Đảng là ráo điều, cứ khư khư lấy, giữ lấy Mác Lênin đã lạc hậu lắm rồi. À, rồi thì phê phán những quan điểm đường lối của Đảng, nhưng khổ một nỗi là các đồng chí không đọc, không đọc, không nghiên cứu. Chúng ta nói chúng ta kiên định chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng chúng ta không giáo điều. Chúng ta vận dụng nhiều cái mới lắm, rất nhiều cái mới, mà có một số người cứ lấy cái nhận thức cách đây 30 năm trước đổi mới gán cho bây giờ. Không phải đâu, ta thay nhiều lắm rồi, ta đổi mới nhiều lắm rồi. Kinh tế thị trường, cho nên nói là của tư bản chứ. Bây giờ ta nói là ta xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì có người bảo ghép vào nửa với nước làm sao mà chịu được. Không phải, kinh tế thị trường là sản phẩm chung. Ta cố gắng, chỉ khác thôi, là lấy cái thành quả phát triển ấy để giải quyết những vấn đề tiến bộ công bằng xã hội. Ta làm chưa tốt, mục tiêu hướng tới của ta là thế. Ngày xưa nói nhà nước pháp quyền là của tư sản, bây giờ nói là ta xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân. Ta không phải chuyên trí vô sản đâu, có đề cao đấu tranh giai cấp đâu, không phải. Đấy là nhận thức của một thời rất xa xưa rồi. Còn ta đổi mới nhiều lắm chứ. Mà ta có chỉ Mác Lênin đâu, chỉ có tư tưởng Hồ Chí Minh đâu, mà chính thực hiện đúng lời dạy của Mác, của Lênin, của Bác Hồ ấy, là ta phải thâu thái, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, làm giàu chủ nghĩa Mác, làm giàu tư tưởng Hồ Chí Minh. Ta chăm chú học tập lắm các đồng chí, học tập kinh nghiệm nước ngoài, lắng nghe kinh nghiệm nước ngoài. Đâu ta có bảo thủ đâu, ta có đóng kín đâu. Không đọc, không nghiên cứu, đôi khi phê phán nó không đúng, không đúng. Thế là nói là, hay là đường lối quan điểm của Đảng, có những đồng chí không đọc, không nghiên cứu, phê. Năm 2014, chúng tôi có mời 8
đồng chí, trong đó những đồng chí đảng viên cấp cao đấy, nghỉ hưu đấy, có những phát biểu bài viết không đúng với đường lối quan điểm của đảng, đến hội đồng luận trung ương để trao đổi. Trao đổi rất thân tình, rất trọng thị, rất trọng thị. Từng điểm một, các đồng chí viết thế này, đồng chí nói thế này, tôi chứng minh là điều này đồng chí nói nó không đúng. Đồng chí nói đảng bảo thế này, các bạn không nên nghị quyết đảng nói ra cơ mà. Đồng chí nói thực tiễn thế này, tôi nói chứng minh thực tiễn thế này cơ mà. Bên mặt, cạnh cái mặt này thì còn có những mặt này cơ mà. 8 điểm, một đồng chí cấp cao đấy, nguyên thường vụ thành ủy Hà Nội, nguyên phó trưởng ban và ban đảng rất quan trọng, 83 tuổi đây. Tôi trực tiếp trao đổi, rất chân tình. Ông Anh, ông cao tuổi hơn mình, hơn chục tuổi là ông Anh. Từng điểm một. Cuối cùng đồng chí nói là, xin lỗi anh Phú, đúng là mình không đọc, mình không nghiên cứu. Anh nói đôi khi mình nói nó không chuẩn, anh thông cảm cho. Mình hứa từ nay trở đi thôi, mình không nói không viết nữa. Mình tập trung, mình làm những việc vui vui đi. Mình nói là hóa ra khó đọc đâu, có nghiên cứu đâu. Lấy những cái nhận thức từ rất cũ của mấy chục năm trước rồi, lại nghe các lực lượng chống đối bên ngoài nó bơm vào, không thẩm định, không kiểm tra, thành ra đôi khi nặng nề cho cá nhân mình, lại tác động đến đồng chí bè bạn. Vì với tuổi đời như thế, với chức danh như thế, nói là nhiều người tin lắm, và ông ấy như thế, mà còn nói như vậy thì đúng là cái đảng này sai rồi. Không phải. Chúng nói là công tác tư tưởng, công tác tuyên truyền giáo dục cần thiết vô cùng. Mà trong tuyên truyền ấy, lần này nhấn mạnh là phải chú ý tuyên truyền truyền thống của dân tộc, văn hóa của dân tộc, đạo đức của dân tộc. Đôi khi cũng vì không tuyên truyền đến nơi, cho nên có những nhận thức không đúng, nặng nề. Tôi lại xin kể một chuyện thế này. Cách đây 3 năm, tôi vào nói chuyện với nhiều đảng bộ lớn ở phía Nam. Lúc giải lao, có mấy đồng chí lão thành cách mạng gặp tôi và anh Phú, anh về nói Bộ Chính trị, đừng có sợ, đừng có sợ bọn nào mà. Đừng có lệ thuộc đó, mình phải độc lập tự chủ. Bộ Chính trị sợ thế này thì gay. Thế tôi mới tiếp tục, sau giờ là tôi xin báo cáo tiếp, tôi không trả lời trực tiếp. Tôi kể chuyện đấy. Tôi mới kể chuyện là ngày xưa nhà Trần ấy. Bây giờ ta đọc lại cái Hịch Tướng Sĩ của Hưng Đạo Đại Vương Trần Quốc Tuấn ấy, thâm thiế lắm. Hưng Đạo Đại Vương nói là bọn sứ thần ấy, uốn lưới cú diều mắng mỏ triều đình, ta hận mà. Quên ăn đêm nằm bỗ gối, nước mắt đầm đìa, hận là không thể nhai gan nuốt nước máu. Hận như thế cơ mà. Hận như thế cơ mà. Mà nhẫn nhịn, nhẫn nhịn. Mà khi quân Nguyên 3 lần tấn công Đại Việt, nhà Trần đánh cho tan tác, thế hóa ra là một nước nhỏ ứng xử thế nào, không nhân nhượng mà mềm mỏng, hòa hiếu, quánh cho tơi bời đi, rồi ta lại sang chủ động sang cống nào mà, lại chiều cống mà. Đâu có sợ đâu, đâu có mất cảnh giác đâu. Nhưng mà cái ứng xử của một nước nhỏ sao cho
giữ được nền hòa bình, giữ cho dân đỡ khổ, một sách lược cứng về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược. Đấy là bài học ngàn năm của ông cha ta. Sao bây giờ ta không học gì? Một thế giới phức tạp như thế này, cạnh tranh quyết liệt thế này, giữ sao cho được hòa bình để yên ấm mà làm ăn, cho dân tình đỡ khổ. Chỗ nào cần đấu, chỗ nào cần nhường, chỗ nào cần nhịn, mà không quên cảnh giác, sẵn sàng anh động chạm đến chủ quyền của tôi sẽ cho anh biết thế nào là dân tộc Việt Nam. Khi phải Việt Nam nó khác nhau lắm. Thế thì đòi hỏi một sự tỉnh táo vô cùng. Tôi nói là lúc này trái tim thì phải nóng, nhưng cái đầu phải rất lạnh, khôn ngoan, tỉnh táo, đường đi nước bước. Chứ nếu không thì ta sẽ sai lầm. Mà sai một ly thì đi vạn dặm. Đấy là xưa. Còn gần hơn thì Bác Hồ đây. Năm 1946, thù trong giặc ngoài, nạn đói, nạn rốt, giặc ngoại xâm. Lúc thì tạm hòa với Pháp, tạm hòa với Tưởng để chống Pháp. Lúc thì tạm hòa với Pháp để đuổi Tưởng. Không bao giờ đối chọi cùng một lúc các thế lực thù địch trong lúc ta còn yếu thế này. Đã có những lực lượng phản động nói là Hồ Chí Minh bán nước, chính phủ Hồ Chí Minh bán nước, bay sang Pháp gạt nước mắt. Hồ Chí Minh không bao giờ bán nước. 19 tháng 12 cần chủ động nổ súng toàn quốc kháng chiến, oanh cho Pháp tơi bời ở Điện Biên Phủ. Đấy là ứng xử Việt Nam, ứng xử của Cộng sản Việt Nam. Người ta không hiểu, thành ra đôi khi bị kích động, đơn giản, nguy hiểm. Tôi nói là cái công tác tư tưởng, công tác giáo dục, công tác tuyên truyền cần lắm, phải được rất chú trọng. Xây dựng cán bộ phải chăm lo cái này. Thế lần này là nhấn rất mạnh, thì tình hình nó phức tạp lắm, rất phức tạp. Mình buông cái này là nguy hiểm. Thì đấy là cái nhóm giải pháp thứ nhất. Nhóm giải pháp thứ hai là tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong các cán bộ. Trong đó thì có nói là thể chế hóa, cụ thể hóa đường lối chủ trương của Đảng, đồng bộ, liên thông, nhất quán. Đấy, chia cắt, không liên thông thì bây giờ phải làm sao? Thể chế hóa, nó nhất quán hơn, nó liên thông hơn, nó thống nhất hơn. Và tập trung lãnh đạo, triển khai đồng bộ, hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc thường xuyên. Tập trung vào các khâu đánh giá, tuyển dụng, quy hoạch, đổi mới công tác ứng cử, bầu cử, bổ nhiệm, bố trí sử dụng cán bộ, lộ trình cải cách tiền lương, nhà ở, thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu, tiếp tục thí điểm một số chủ trương, thi tuyển bổ nhiệm vụ trưởng, cấp trường, cấp sở, cấp vụ, cấp sở, cấp phòng, tiếp tục thí điểm giới thiệu để bầu trưởng, giới thiệu để bầu phó, để cao người trách nhiệm của đứng đầu đấy. Bầu là quyết định tập thể, người đứng đầu lựa chọn trong quy hoạch những người mà cảm thấy là có thể giúp mình tốt nhất, đưa ra để tập thể chọn. Nghĩa là vừa tập thể vừa cá nhân. Thí điểm người đứng đầu bổ nhiệm cán bộ trong quy hoạch và miễn nhiệm cán bộ cấp dưới, cấp trưởng trực tiếp, đề cao trách nhiệm cá nhân. Và trong những chủ giải pháp này thì có những cái mới này: thống nhất kiểm định chất lượng đầu vào của công chức. Bây giờ tránh tình trạng là nể nang người nhà, cho nên là cái đầu vào chất lượng là thống nhất kiểm định.
rồi sau đó các địa phương, các ngành căn cứ vào yêu cầu lựa chọn trong số đã được thẩm định đó để mà bổ sung vào đội ngũ công chức của mình. Xây dựng chương trình quốc gia về đào tạo bồi dưỡng cán bộ mà chú trọng học ngoại ngữ. Bây giờ toàn cầu hóa hội nhập sâu rồi, nên cán bộ phải giỏi ngoại ngữ, phải có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế. Có một chương trình đào tạo cán bộ cấp quốc gia mà phải đào tạo theo chức danh, hạn chế đào tạo hầm bà làng. Đảng, nhà nước, mặt trận, công đoàn học như nhau, cán bộ kinh tế, cán bộ chính trị, cán bộ văn hóa học như nhau, mà bây giờ phải bồi dưỡng đào tạo theo chức danh. Phải có chiến lược quốc gia về thu hút nhân tài, không phân biệt người ngoài đảng hay trong đảng, không phân biệt người trong nước hay người nước ngoài, đã là nhân tài thì anh phải trọng dụng, anh phải phát huy. Bác Hồ là mẫu mực tuyệt vời trong việc sử dụng nhân tài. Ta đôi khi quan điểm giai cấp, như tôi nói đấy, cứng nhắc, cực đoan, không ngoài đảng là gạt ra. Có những người do một cái nhận thức riêng, người ta không vào đảng. Người ta không vào đảng không phải là người ta không yêu tổ quốc, người ta không phải là bất đồng với lại lý tưởng của đảng, nhưng người ta không muốn. Người ta có ý của người ta, người ta sẵn sàng cống hiến, người ta sẵn sàng đóng góp, mà người ta có tài. Mình phải trọng dụng chứ, trọng dụng chứ. Trong bầu cử ứng cử lần này, tinh thần là tinh giản số lượng cấp ủy, nâng cao chất lượng cấp ủy. Không nhất thiết địa phương nào, đơn vị nào cũng cấp ủy. Không bầu cử những người không trúng cử cấp ủy cấp dưới. Anh đã không trúng cử cấp dưới thì không có bầu cấp ủy cấp trên. Tỷ lệ trẻ, tỷ lệ nữ, tỷ lệ người đặc, cán bộ người dân tộc ít người, nếu bầu không đủ thì để chống vị trí đó, tìm được bầu bổ sung. Thế những cái rất mới các đồng chí. Theo quy định, lãnh đạo và các vị các cấp tiến cử cán bộ có đức có tài. Sẽ có quy định là người đứng đầu có trách nhiệm đào tạo và tiến cử người kế nhiệm mình. Theo quy định là đề bạt vượt cấp những cán bộ thật sự nổi trội, có triển vọng, có cống hiến. Là không nhất thiết tuần tự như tiến, phòng, phó phòng lên trưởng phòng lên phó giám đốc sở, lên giám đốc sở. Mà nếu trưởng phòng xuất sắc thật, triển vọng thật, nổi trội thật, vượt cấp lên giám đốc luôn. Nếu không phải cái chút quan tử nữa, thì mới có phát hiện người tài được, vân vân. Đấy là những cái rất mới. Cái thứ ba là xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp có phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, là xây dựng các loại cán bộ. Thì trong đó chú ý này, chú ý xây dựng đào tạo bí thư cấp ủy, người đứng đầu và cán bộ cơ sở. Càng ngày thực tiễn càng cho thấy là cán bộ cơ sở quan trọng vô cùng. Đấy là chỗ trực tiếp với dân, trực tiếp xử lý công việc hàng ngày. Mà công việc càng ngày thì bây giờ càng vô cùng phức tạp. Cho nên đủ cán bộ cơ sở mạnh thì đảng mạnh rất nhiều. Nên lần này trọng tâm xây dựng đội cán bộ thì cán người đứng đầu, bí thư cấp ủy và cán bộ cơ sở. Sẽ thực hiện chế độ liên thông cán bộ. Lâu nay cán bộ xã không liên thông được, cán bộ công chức xã là đóng khung thế thôi. Thì bây giờ có cơ chế cán bộ xã liên thông với các loại cán bộ, các cấp các ngành.
sẽ có cơ chế cạnh tranh việc làm. Không mặc nhiên á, dần dần xóa bỏ cái chế độ là biên chế suốt đời. Mà công việc, một vị trí việc làm có nhiều người cạnh tranh, anh nào có đủ năng lực thì anh làm. Và trong một thời gian, nếu anh không đáp ứng yêu cầu thì người khác thay thế. Và trong cái thời buổi bây giờ, thưa các đồng chí, là việc làm nó luôn luôn thay đổi. Chúng tôi đã nói từ đầu ấy, cách mạng 4.0 nó đảo lộn cơ cấu việc làm. Có rất nhiều việc làm người máy sẽ làm thay chúng ta, lại có những việc làm khác chỉ con người mới làm được. Thế thì phải tạo ra việc làm mới và thay đổi công việc tùy theo yêu cầu của thị trường lao động. Mình có cái cơ chế để đáp ứng đúng với nó. Phải xây dựng hệ thống dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức. Cách mạng 4.0 là một cái thế giới kết nối, gọi là tích tụ, kết nối tất cả các cái dữ liệu lại thành một khối, sau lại chuyển giao, rồi bao trùm lên. Thì công tác cán bộ cũng thế, phải có một cái hệ thống dữ liệu quốc gia. Cần tìm hiểu một cán bộ công chức ở đâu, bật máy lên đầy đủ các thông số hết. Phải cử người đi thẩm tra lý lịch, phải cơm nắm muối vừng, tàu xe lặn lội về gặp, mất rất nhiều thời gian mà lại không chính xác nữa. Những cái đó, cách mạng 4.0 nó đặt ra yêu cầu thế, mình phải làm. Cái việc cái này là rất quan trọng, không lấy việc bố trí nhiệm vụ, phong hàm, quân hàm, nâng ngạch để thực hiện chế độ chính sách cán bộ. Từng bước xóa chế độ đặc quyền đặc lợi. Anh giữ nhiệm vụ nào thì anh hưởng theo cái tiền lương của vị trí việc làm đó. Còn anh lên chức lên người là anh vượt cấp vân vân các thứ, tự nhiên tạo thành một cái chế độ đặc quyền đặc lợi và khuyến khích người ta chạy xô vào làm quan. Làm quan. Nói đây những ý tưởng rất mới, những chủ trương rất mới. Nhiệm vụ giải pháp thứ tư, tăng cường xây dựng đội cán bộ cấp chiến lược. Thứ năm là kiểm soát chặt chẽ quyền lực trong công tác cán bộ, chống chạy chức chạy quyền. Thứ sáu, phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội cán bộ. Thứ bảy, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng kết thực tiễn, nghiên cứu phát triển lý luận về tổ chức cán bộ. Làm sao xây dựng nó được các tổ chức làm công tác cán bộ trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp. Các tổ chức cán bộ, ban tổ chức cán bộ của cấp ủy, sở nội vụ, những người làm các cơ quan công tác cán bộ phải thật sự trong sạch, vững mạnh và chuyên nghiệp. Phải xây dựng, rèn luyện, giáo dục một đội ngũ làm công tác cán bộ trung thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng và tinh thông 10 chữ. Thì đấy là cái nhiệm vụ thứ bảy. Nhiệm vụ thứ tám, chuẩn bị nhân sự cho Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc. Đấy là tám cái nhóm nhiệm vụ giải pháp. Tôi có nhấn một số điểm mới trong một số nhóm giải pháp. Thế bây giờ tôi xin phân tích kỹ hơn là trong tám nhóm nhiệm vụ giải pháp ấy, thì lần này nghị quyết có đưa ra hai trọng tâm và năm đột phá. Trọng tâm thứ nhất là đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ, hiệu quả công tác cán bộ, nhấn ba điểm. Đổi mới toàn bộ, toàn diện, đồng bộ. Mà trong đổi mới ấy thì chú ý, một là chuẩn hóa, siết chặt kỷ cương, tôi nói rồi, trong phần trên tôi đã nói rồi.
hai là tạo môi trường điều kiện để thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, ba là bảo vệ cán bộ tốt, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì sự nghiệp chung. Anh đổi mới cơ chế chính sách gì thì tùy, nhưng phải đạt được ba yêu cầu. Phải chuẩn hóa được, phải siết chặt được kỷ cương, phải tạo được môi trường động lực cho cán bộ phấn đấu sáng tạo, và phải bảo vệ được cán bộ tốt, cán bộ giỏi. Đấy, cái trọng tâm thứ nhất là như thế. Cái trọng tâm thứ hai là tăng cường xây dựng cán bộ cấp chiến lược gắn với xây dựng bí thư cấp ủy và người đứng đầu các cấp trên cơ sở phân cấp, phân quyền, đồng thời tập trung kiểm tra, giám sát quyền lực. Thưa các đồng chí, cán bộ cấp chiến lược, giờ nói nôm na là diện các đồng chí cán bộ do Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Chỗ này thì tôi có trao đổi với các đồng chí trong Bộ Chính trị, tôi còn nói thế này cũng chưa hào, chưa hay lắm đâu, hành chính quá. Nhưng mà thôi, bây giờ đã dùng lâu nay thì cứ dùng như thế, nên phải hiểu đây là cán bộ đứng đầu các ban, các bộ, các địa phương trọng yếu, các địa bàn chiến lược. Hiện nay theo số liệu đấy thì chúng ta có tất cả 585 cán bộ được xem là cán bộ cấp chiến lược. Đây là hạt nhân lãnh đạo có vai trò hết sức quan trọng, người xác định tầm nhìn, đưa ra tầm nhìn, truyền cảm hứng, dẫn dắt toàn đảng toàn dân trong quá trình xây dựng một quốc. Nên đây là lực lượng cực kỳ quan trọng. Làm sao xây dựng được một cái đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đúng là tiêu biểu về phẩm chất, về năng lực, về uy tín là vấn đề sống còn. Bộ phận này mà yếu thì đất nước yếu. Và những người đứng đầu và bí thư cấp ủy là linh hồn của một tổ chức, một đơn vị. Chọn bí thư cấp ủy đúng, chọn người đứng đầu đúng, có tác động rất lớn đến sự vững mạnh và hoạt động hiệu quả của các tổ chức, đơn vị, địa phương. Nên phải tập trung coi đây là một cái trọng tâm trong công tác cán bộ. Mà muốn vậy đấy thì trước hết là phải có cơ chế phát hiện, tuyển chọn. Bây giờ chọn trong thực tiễn xem những cán bộ nào được đào tạo cơ bản, nhưng đặc biệt là đã có trải nghiệm trong hoạt động thực tiễn, trưởng thành từ phong trào quần chúng cách mạng, quy hoạch rồi đưa đi bồi dưỡng đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, rồi lựa chọn luân chuyển về làm cấp trưởng ở những nơi khó khăn. Vừa rồi luân chuyển của ta nó chưa đúng, là luân chuyển về, nhưng mà luân chuyển cho anh làm cấp trưởng. Làm cấp trưởng mới thể hiện được khả năng, làm cấp phó không thể hiện được đâu. Làm cấp trưởng ở nơi khó khăn, gian khổ, qua đó thử thách anh, đánh giá anh, sàng lọc anh. Rồi trên cơ sở đó mới bổ nhiệm theo một quy trình chặt chẽ, tuyệt đối không để lọt vào những phần tử cơ hội, những phần tử xấu, đưa lên thành đội ngũ cán bộ cấp chiến lược. Cán bộ cấp chiến lược rồi thì tập trung mở các lớp tạo nguồn cấp cao, đào tạo bài bản về lý luận, về thực tiễn, về kỹ năng lãnh đạo, về kỹ năng xử lý tình huống, rồi mới tập trung xây dựng Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư thật sự là tiêu biểu cho toàn đảng. Trong đó
chú trọng kiểm tra, bồi dưỡng, sàng lọc đội ngũ ủy viên Trung ương dự khuyết. Lần này ta làm cái này phải nói một cách nghiêm túc, ta làm yếu đấy. Mãi vừa rồi đảng 11 lần đầu tiên mới có quy hoạch cán bộ cấp chiến lược, mà quy hoạch cán bộ làm vẫn chưa chặt chẽ. Các đồng chí thấy trong nhiệm kỳ vừa rồi vẫn lọt, cấp cao vẫn lọt, những người không đủ tiêu chuẩn mà vẫn vào được. Thế là quy hoạch chưa chuẩn, sàng lọc chưa kỹ, để rút kinh nghiệm sâu sắc để làm sao thật sự có một đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, có một đội ngũ cán bộ những bí thư cấp ủy, những người đứng đầu được chuẩn bị từ xa, chuẩn bị từ sớm, được bồi dưỡng đào tạo cẩn thận, được tuyển chọn sàng lọc kỹ càng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Cái gì với Trung Quốc thì ta phải đấu tranh mạnh mẽ. Có nhiều cái phải học Trung Quốc lắm, không chịu. Đào tạo cán bộ cấp chiến lược, nhất là người đứng đầu. Trung Quốc đào tạo xa lắm. Người lãnh đạo hôm nay đã nhìn trước 5-10 năm đào tạo ai, bồi dưỡng ai, đưa đi những chỗ khó khăn nhất, phức tạp nhất, anh trụ được. Từng bước lôi anh lên, nâng anh lên. Mà nâng đâu chúng đấy. Chúng đấy. Nói rằng, ta cái chuẩn bị này, ta chuẩn bị chưa dài, chưa xa, chưa thấu đáo, chưa toàn diện. Thì phải rút kinh nghiệm để từ nay trở đi, vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược làm bài bản hơn, nhìn xa hơn, chặt chẽ hơn, nghiêm túc hơn. Bây giờ một cán bộ cấp chiến lược mà sa sẩy một hai trường hợp thôi, tác hại ghê lắm. Nhiệm kỳ này Bộ Chính trị có, ủy viên Trung ương có, mới thấy là công tác chuẩn bị đội ngũ cán bộ cấp chiến lược ra có nhiều chuyện phải rút kinh nghiệm rất là sương máu. Sương máu. Thì đấy là hai trọng tâm. Hai trọng tâm. Bây giờ năm đột phá. Đột phá thứ nhất là đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ. Lâu nay đánh giá cán bộ vẫn là khâu yếu. Đánh giá vẫn cảm tính, vẫn chủ quan. Mà đánh giá sai thì bố trí sai. Cho nên trong các khâu cán bộ thì khâu đánh giá vẫn là khâu phải được tập trung đổi mới một cách mạnh mẽ nhất. Thì lần này nghị quyết có nêu ra các phương châm thực hiện đánh giá cán bộ. Một là phải đánh giá xuyên suốt, đánh giá trong suốt cả một quá trình, coi như một khâu trọng yếu. Đánh giá liên tục, đánh giá từ lúc quy hoạch cho đến bổ nhiệm lần một, lần hai, lần nào cũng phải được đánh giá một cách liên tục xuyên suốt như vậy. Xuyên suốt như vậy. Đánh giá đa chiều, có nhiều kênh đánh giá, từ dưới lên, từ trên xuống, từ dưới lên, từ báo chí, từ nhân dân, từ các tổ chức chính trị xã hội, nhiều kênh đánh giá. Đánh giá theo tiêu chí cụ thể, không chung chung, trung thành với chủ nghĩa Mác Lênin, trung thành với Đảng, trách nhiệm với công việc, lại chung chung khẩu hiệu thôi. Cụ thể ra, chức danh này anh có bao nhiêu tiêu chí mà phải lượng hóa ra. Lượng hóa ra. Không chung chung. Đánh giá trên cơ sở sản phẩm cụ thể. Anh làm gì? Bảo anh có năng lực thì anh đã làm được cái gì? Sản phẩm nhìn thấy được, đo đếm được.
không nói câu chung chung là còn đồng chí cán bộ hoạt động có hiệu quả thực tế, có thực tế có bao nhiêu sản phẩm. Anh là giám đốc sở này sở khác thì sở ấy năm này có gì mới, có gì được dân thừa nhận, được dân thừa nhận không? Thế đó, đánh giá trên cơ sở khảo sát kỹ lưỡng, phải gặp trực tiếp, phải đối thoại trực tiếp, chứ không là lại là cán bộ đi tìm lãnh đạo, đi tìm tổ chức thôi. Bây giờ lãnh đạo tổ chức phải đi tìm cán bộ, trực tiếp khảo sát đánh giá cán bộ, phải công khai kết quả đánh giá cho mọi người biết. Cái đánh giá lần một thế này, lần hai những cái gì đánh giá anh còn hạn chế, anh có sửa không, cái tốt anh có phát huy tiếp không. Đánh giá phải so sánh trước sau và so sánh đồng cấp. Bây giờ ví dụ như bây giờ anh được bố trí là chủ tịch ủy ban nhân dân một cấp nào đó, đánh giá anh thì so xem việc anh làm với trước anh cái gì là mới, cái gì là tốt. Đánh giá anh chủ tịch này tôi so với anh chủ tịch khác, hai đồng cấp đi, anh nào hơn. Cái đánh giá có so sánh. Đánh giá cá nhân gắn với đánh giá tập thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đánh giá như vậy thì nó toàn diện lắm đấy. Thì mới chính xác được. Còn nếu không nó lại rơi vào cảm tính, nó lại rơi vào thiên vị, nó lại rơi vào chủ quan thôi. Người tốt có khi đánh giá xấu, người xấu có khi để được đánh giá tốt, theo quan hệ, theo cảm tính. Cái khâu đột phá thứ nhất chính là đổi mới căn bản cái công tác đánh giá cán bộ. Cái đột phá thứ hai, kiểm soát chặt chẽ quyền lực, sàng lọc thay thế kịp thời, chấm dứt tình trạng chạy chức chạy quyền. Đây là nhức nhối nhất này. Lâu nay vì sao mà có chạy chức chạy quyền, chính là vì chúng ta kiểm soát quyền lực không tốt, tạo kẽ hở để một số cán bộ có chức có quyền tha hóa lạm dụng, đưa người thân, đưa thánh hậu, đưa họ hàng, gọi là vì cái này kiểm soát không tốt. Cho nên đột phá lần này là bằng cơ chế, bằng các hoạt động kiểm tra giám sát chặt chẽ, kiên quyết là kiểm soát tốt quyền lực. Theo tinh thần mọi quyền lực đều phải được kiểm soát, mọi quyền hạn phải bị ràng buộc bằng trách nhiệm. Và nói cho Tổng Bí thư hay dùng là phải nhốt quyền lực trong lồng cơ chế. Phải có cơ chế giao quyền cho anh, mà giao quyền thật. Hôm phát biểu của các đồng chí góp ý, ta phải đồng thời nói cả hai, phải giao quyền đấy chứ. Tao bây giờ giao quyền chưa rõ đâu, nó dẫn tình trạng là chẳng ai có quyền cả, mà không ai có quyền mới là cái chết, tạo ra khoảng trống quyền lực. Còn quyền anh đến đâu, tôi nói rõ anh có 5 quyền, anh có 3 quyền, anh có 9 quyền, anh làm trong cái phạm vi ấy, anh làm ngoài là tôi chỉ anh, anh làm sai tôi chỉ anh. Nên như thế là quyền hạn phải gắn liền với ràng buộc trách nhiệm, xử lý trách nhiệm, công khai minh bạch tiêu chí quy trình thủ tục hồ sơ nhân sự, xử lý kịp thời các thông tin liên quan đến nhân sự. Đấy, cái dữ liệu quốc gia về cán bộ công chức ấy, là minh bạch hóa toàn bộ các vấn đề liên quan đến cán bộ công chức. Chứ mình cứ coi đây là tài liệu mật, u u minh minh,
công khai quá trình công tác, gia đình, họ hàng, thu nhập, tài sản, nó công khai ra. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, định kỳ, đột xuất, ngành, chuyên ngành, trên kiểm tra dưới, dưới giám sát trên, có cơ chế quy định rõ ràng. Xử lý kịp thời, nghiêm minh cán bộ sai phạm trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đặc biệt là vi phạm trong công tác cán bộ. Có chạy chức chạy quyền là bởi vì có những người thao túng, có những người khuyến khích cho chạy chức chạy quyền. Có người nhận, có người chạy chứ. Không nhận, trái chạy. Cho nên cái này phải làm. Chứ không cứ bảo là không biết là ai chạy, chạy ai, ai chạy. Phải xử lý kịp thời, nghiêm minh các cán bộ sai phạm, hủy bỏ, thu hồi các quyết định không đúng về công tác cán bộ và truy cứu trách nhiệm của những người ban hành những quyết định đó. Mở rộng dân chủ, phát huy vai trò giám sát của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân, giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và vai trò tham gia của nhân dân. Thực hiện cơ chế chất vấn giải trình trong các cán bộ. Thực hiện nghiêm, kiểm soát chặt chẽ quy trình cán bộ, xác định rõ trách nhiệm tập thể cá nhân, nhất là người đứng đầu trong công tác cán bộ. Bây giờ trong quy trình cán bộ có bao nhiêu khâu? Khâu nào? Ai chịu trách nhiệm? Tổ chức nào, cá nhân nào? Bây giờ kiểm tra sai phạm, sai ở quy trình nào? Thì người đứng đầu và tổ chức chịu trách nhiệm khâu ấy, quy trình ấy phải được xử lý. Chứ bây giờ không rõ ràng, không xác định rõ trách nhiệm của từng tổ chức, từng cá nhân trong toàn bộ quy trình cán bộ thì cuối cùng lại hầm cả ba lan thôi. Lại đổ vấy cho cái gọi chung là tập thể cả thôi, không ai chịu trách nhiệm cả. Nhận diện, đấu tranh kiên quyết chống các hành vi chạy chức chạy quyền, tạo một phong trào toàn đảng toàn dân chống chạy chức chạy quyền. Trong này gọi là xây dựng văn hóa chống chạy chức chạy quyền. Tôi không thích dùng nhiều cái từ văn hóa quá, nó là một cái phong trào làm sao toàn đảng toàn dân thống nhất với nhau kiên quyết chống, phát hiện anh nào chạy, anh nào nhận chạy và xử lý. Đấy, đặt thành một vấn đề lớn lắm đồng chí. Không làm được cái này thì dân không tin đâu, không tin đâu. Quyền lực không ai được lạm dụng, chạy chức chạy quyền phải được ngăn chặn đẩy lùi. Đấy, quyết tâm. Mà đây là cái điểm đột phá rất đúng đắn, đánh giá cho đúng, kiểm soát cho chặt, cái này không tốt. Cái đột phá thứ ba nhất quán, việc bố trí bí thư cấp tỉnh, cấp huyện không phải là người địa phương. Thì phải nói là bí thư cấp tỉnh, cấp huyện mà không người địa phương ấy, nó thuận là không bị tác động ràng buộc của các quan hệ xã hội vốn rất chằng chịt và vốn rất nặng nề của người Việt Nam ta. Cái một người làm quan cả họ được nhờ, nó thấm vào máu rồi, nó truyền từ đời này sang đời khác rồi. Bây giờ bảo chúng em có ông anh làm bí thư tỉnh ủy, chúng cháu có ông bác làm bí thư tỉnh ủy, mà có chuyện đến nhờ mà không giải quyết là lại xì xào. Em mới có chức có quyền, nó đã quên cả họ hàng anh em này, khổ tâm lắm. Tôi đã làm lãnh đạo địa phương tôi biết rồi, khổ lắm.
Rồi không phải là mình nữa, là còn vợ mình này, còn con mình nữa này. Lắm mối quan hệ tác động ghê gớm lắm đồng chí. Thế cho nên là nếu bí thư mà không phải người địa phương, còn sau đó còn mở rộng lan, mở thêm các chức danh khác nữa thì tốt, giúp cho cán bộ giữ được mình công tâm hơn, khách quan hơn. Nhưng không phải tất cả như nhau. Có những vùng phải là người địa phương cơ mới có phát huy được vai trò. Anh không phải người địa phương anh khó làm lắm. Đó. Lúc đầu viết là một nhát xong ngay đấy. Tôi có báo cáo, tôi có nói ngay nhá, đừng nên lại nhất thể hóa. Cái gì cũng giống nhau cả, không phải đâu. Miền núi khác đấy, miền xuôi khác đấy, nơi có điều kiện khác mà nơi chưa điều kiện, nơi đoàn, đoàn kết thống nhất với nhau nó khác, mà nơi chưa thống nhất với nhau mà anh vội đưa thì chưa chắc là ăn đâu. Thực tế đã chứng minh có những đồng chí về địa phương làm bí thư Hà Nội đấy bị vô hiệu hóa, không làm được gì hết. Nên tôi nói là từng bước, có điều kiện thì làm trước, nơi nào có điều kiện làm đâu, vấn đề là hiệu quả. Vấn đề quan trọng là anh chọn ai, chọn đúng người không. Chứ còn vấn đề không địa phương cũng cần thiết, cũng quan trọng, nhưng phải quyết định. Nhưng mà cũng xem đây là một khâu đột phá. Tôi có nói thêm đáng giá là nói khâu đột phá chiến thuật. Tôi có nói ngay là có hai loại đột phá. Đột phá chiến lược và đột phá chiến thuật. Hai cái trên tôi gọi là đột phá chiến lược đấy. Còn cái này đột phá mang tính chiến thuật nhiều hơn. Nên mới có câu là thực hiện nhất quán bố trí bí thư cấp tỉnh, cấp huyện ở những nơi có điều kiện. Đấy, cái câu sau ấy tức là cân nhắc nơi nào chín muồi thì ta làm. Làm được là tốt, nhưng không làm ngay, không nhất loạt ngang nhau. Cái thứ tư, tạo động lực để cán bộ phấn đấu sáng tạo cống hiến. Đây là quan trọng lắm này. Cán bộ ta tốt, đa phần tốt, một cái động lực cho cán bộ ta ít. Ít cán bộ ta ít động lực. Động lực đây có hai cái. Động lực vật chất. Cán bộ không phải là ông thần bà thánh, cũng là con người, cũng có vợ có con, có gia đình phải lo chứ. Cho nên làm sao phải có cơ chế chính sách lo lương bổng, đáp ứng được các nhu cầu sống tối thiểu để dần dần nâng lên. Nhu cầu đời sống ngày càng nâng cao, phải ổn định về nhà ở, an cư mới lạc nghiệp chứ. Vì nhà chưa có, lương thì thấp, bảo là toàn tâm toàn ý với công việc là sao được. Duy tâm hãy lo những cái thiết yếu nhất cho cán bộ đó. Tất nhiên là còn nghèo thì làm từng bước. Một đôi khi tôi nói, không nghèo lắm không? Không chẳng nói nghèo lắm đâu. Nhưng mà vào lỗ hà, ra lỗ hổng hết rồi đâu đó. Bịt cho được cái tham nhũng, bịt cho được cái lãng phí. Lãng phí ghê gớm lắm các đồng chí ơi, ghê gớm lắm. Thậm chí lãng phí còn nhiều hơn tham nhũng rất nhiều. Lấy cái đó để bồi đắp cho cán bộ, chăm lo hơn cho dân, đầu tư cho phát triển thì đất nước phát triển nhanh hơn chứ. Trong cái đột phá thứ tư này là tạo động lực cho cán bộ. Đầu tiên là vấn đề lương, vấn đề nhà ở. Chiều nay đồng chí Nguyễn Viết Thông cho báo cáo các đồng chí về cải cách chế độ tiền lương, ta làm một bước. Lần này cố gắng đấy, cũng có nhiều cái mới đấy, căn cơ hơn đấy, phải thực hiện thế nào. Mà đồng thời phải tạo môi trường, tạo cơ hội phát triển bình đẳng cho cán bộ. Tiền nhà quan trọng, nhưng không kém quan trọng là người cán bộ có một môi trường cạnh tranh bình đẳng và lành mạnh về năng lực.
làm sao chấm dứt được tình trạng người không năng lực lãnh đạo người có năng lực. Thì làm sao phát triển được? Anh có cơ chế, anh tạo môi trường để cán bộ cạnh tranh lành mạnh với nhau, có cơ hội để phát triển đúng đắn. Phải thu hút được, trọng dụng cho được nhân tài. Nhân tài là nguyên khí quốc gia. Cách mạng công nghiệp 4.0, cách kinh tế tri thức hơn bao giờ hết phải trọng dụng nhân tài. Không có nhân tài, đất nước không phát triển được. Bây giờ cứ nói là học hết nước nọ học nước kia, mời rất nhiều nước vào rồi. Học nhưng mà không có người giỏi để xem tiếp thu cái gì, thiết kế thi công ra sao, thì học chỉ phí tiền thôi. Tôi mới nói là cần phải có nhiều chuyên gia, có những tổng công trình sư có khả năng sáng tạo các ý tưởng mới, có khả năng thiết kế thi công các chương trình dự án lớn thì đất nước phát triển được. Nên trọng dụng nhân tài, thu hút nhân tài là vấn đề rất sống còn. Đột phá thứ năm, chế độ gắn bó mật thiết cán bộ với nhân dân, phát huy vai trò nhân dân tham gia xây dựng cán bộ. Thưa các đồng chí, vấn đề này quan trọng lắm, vô cùng quan trọng. Sức mạnh của đảng ta không phải là sức mạnh của các đảng viên cộng lại. Đảng ta mạnh bởi vì chúng ta có sức mạnh của nhân dân ủng hộ ta, bảo vệ ta. Cho những năm chưa có chính quyền, vào sống ra chết, đảng không bị tiêu diệt là nhờ dân. Cách mạng tháng 8, 5.000 đảng viên làm cuộc cách mạng rất nhanh, trong vòng 2 tuần lễ giành chính quyền toàn quốc nhờ dân. Chống Pháp, chống Mỹ thắng lợi nhờ dân, không dựa vào dân làm sao làm được. Cho nên trong các giải pháp đột phá thì giải pháp dựa vào dân để mà xây dựng đảng, xây dựng cán bộ là phương pháp cán bộ đảng viên các cấp ủy đảng phải thấm thía và phải quyết tâm làm cho bằng được. Dân tin, dân yêu thì khó mấy cũng giải quyết được. Dân không tin thì vô cùng nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm. Nên là này không phải ngẫu nhiên, xem là không đột phá đâu. Mà trong này á, thì thưa các đồng chí là có những quy định rất là cụ thể. Tôi xin nêu mấy cái. Một là thể chế hóa, cụ thể hóa các quy định của Bộ Chính trị của Trung ương về chức năng giám sát phản biện của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức xã hội. Quyết định thì có rồi đấy, nhưng mình phải cụ thể hóa nó ra. Làm thế nào, phản biện cái gì, giám sát cái gì, hiệu lực thế nào, phải rõ ra. Bây giờ phải cụ thể hóa, dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát trong công tác cán bộ, cụ thể là thế nào? Thế nào? Phải cụ thể hóa ra. Phải thực hiện nghiêm cái chế độ thường trực cấp ủy địa phương định kỳ tiếp xúc đối thoại với dân. Thực hiện nghiêm chế độ bí thư, phó bí thư, ủy viên thường vụ cấp ủy viên phải dự sinh hoạt chi bộ khu dân cư. Thực hiện nghiêm chế độ đảng viên công tác tại cơ sở, sinh hoạt tại chi bộ khu dân cư. Không thể kỳ ta kéo tất cả lên sinh hoạt ở chi bộ cơ quan, xa dân, nằm giữa lòng dân mà rất xa dân. Làm sao phải gần dân, nghe tiếng nói của dân, chăm lo cho dân. Cái này rất mới này, phân công cán bộ đảng viên phụ trách các hộ gia đình. Mình là cán bộ của dân mà. Một đảng viên phụ trách mấy hộ gia đình để làm gì? Truyền tải chủ trương chính sách của đảng nhà nước, của địa phương đến với nhân dân.
chính xác trực tiếp. Bây giờ mạng xã hội bên cạnh cái hay nó xuyên tạc ghê lắm. Bây giờ thông tin toàn nhận qua mạng đây, đôi khi là nó méo mó hết cả. Nhưng bây giờ đảng viên trực tiếp báo cáo lại với dân, đây chủ trương sắp tới trung ương dự kiến thế này, bây giờ tỉnh ủy ta định làm cái này này, huyện ủy làm cái này, đây đây cái chỗ này này làm này có lợi cho bà con này, thế mới lại nghe lại dân nói chỗ này không cân nhắc lại, tôi thấy chiều lắm này, thì dân phản ánh này trong quá trình làm cậu này là có chuyện này, các đồng chí quan tâm giúp đỡ uốn nắn đó. Thì như thế thôi, là cán bộ với nhân dân gắn với nhau. Ngày xưa ba cùng các đồng chí ơi, bây giờ không ba cùng được. Ngày xưa ba cùng dân thương lắm, à cũng là chia có nắm cơm nắm, có củ khoai, có giá lạc luộc là cũng cho cán bộ, à không còn chiến đấu thì giặc càn sẵn sàng nhường hầm trú ẩn bí mật nhất để che giấu cán bộ, thậm chí hy sinh người nhà để bảo vệ cán bộ. Thế bây giờ làm sao? Cán bộ xa thế, người ta nhìn cán bộ ta bây giờ ông cán bộ, bà cán bộ, sáng cắp cặp ra chạy toát lên ô tô, à tối về nó cha với sao làm đi, xa lắm. Thì cố gắng làm sao mà làm là làm thực chất, đừng có lại hình thức. Làm sao cho từng cán bộ đảng viên thấy này, đây là việc nên làm, cần làm, có lợi cho đảng, có lợi cho ta. Thế nên rất mới. Mở rộng các kênh, các hình thức, lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với từng loại cán bộ theo các hình thức phù hợp. Vừa rồi ta đã làm được một bước này, lấy đánh giá hài lòng của nhân dân đối với dịch vụ của chính quyền. Đánh giá sự hài lòng của dân đối với các doanh nghiệp, ta làm rồi đấy mà tốt đấy, cũng tác động lắm đấy, nhiều nơi chưa làm tốt là phải sửa ngay, nếu không là anh mất thị trường. Bây giờ phải có các hình thức, các kênh lấy ý kiến đánh giá của nhân dân cái độ hài lòng với cán bộ, có thể chua chát một chút, có thể đắng cay một chút, mà rồi có lợi. Dân ta phải nói này, không ai tốt bằng dân ta. Có những người mà chưa ủng hộ chúng ta, thậm chí phản đối chúng ta, thì trước khi trách những người đó, phải xem mình đã tuyên truyền trên nơi đến chốn chưa? Mình đã chăm lo người ta cho tròn trách nhiệm chưa? Mà mình không làm tốt cái này thì các thế lực xấu nó lợi dụng thôi, nó kích động thôi. Thì một số bà con nhẹ dạ cả tin dễ theo, làm khó cho chúng ta. Nên ta giải quyết từ đầu, do từ gốc, để dân có gì với ta nói hết. Thì nói là trong công tác cán bộ thì cái điểm này dựa vào dân để mà xây dựng cán bộ. Lúc này là lúc thấm thía nhất các đồng chí ạ. Cách đây 3 tuần tôi có một buổi làm việc riêng với đồng chí tổng bí thư, thì vẫn là tinh thần anh em thôi. Đồng chí tổng bí thư làm bí thư, tôi là phó bí thư thường trực, anh em làm việc với nhau 7 năm rồi, bây giờ vẫn giữ quan hệ anh em thế. Định kỳ có việc gì cần tôi vẫn sang báo cáo anh Trọng, với tư cách là anh em thân thiết. Tôi còn nhấn mạnh bây giờ vấn đề số 1 của ta là phải yên dân, phải lấy lại bằng được niềm tin của dân đối với đảng, đối với cán bộ. Có cái này có tất cả, không sợ ai, không sợ gì. Nhưng mất cái này không làm gì được. Thế thì cán bộ đảng viên ta trong thực hiện nghị quyết này này cần hết sức chú trọng cái giải pháp đột phá thứ 5 này. Xin báo cáo các đồng chí, bây giờ đã đúng giờ quy định, thậm chí quá 15 phút.
Tôi ít khi nói quá, nhưng lần này xin lỗi các đồng chí quá 15 phút. Cảm ơn các đồng chí, sức khỏe các đồng chí. Chiều nay 2 giờ ạ, mời các đồng chí trở lại tiếp tục đồng chí.